chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 381. Câu lạc bộ Silver Lake, Đông Hải, ông chủ. Những thông tin chủ chốt này nếu để tách ra thì chẳng là gì. Nhưng kết hợp lại với nhau thì trong lòng Tôn Liên không thể không dao động. Chẳng lẽ thực sự là ông ấy? Tôn Liên không chắc chắn nhưng lại rất kích động. Nếu thực sự là ông ấy thì tại sao ông ấy lại ở bên cạnh Chu Dương? Chu Dương, họ Chu. Bỗng chốc, tách trà Tôn Liên đang cầm trên tay dừng ở không trung, cả người như sững sờ, hai mắt lóe lên một tia sáng. Cảnh tượng này khiến Trần Lễ, Đinh Đào và những người khác cảm thấy quái lạ. Vừa rồi vẫn còn bình thường, tại sao Trần Lễ nói xong Tôn Liên lại ngồi im bất động, như bị ai đó dùng phép dừng hình vậy? Trần Lễ và Đinh Đào liếc nhìn nhau, thấy được sự hoài nghi trong ánh mắt đối phương. Nhưng lúc này ở đại sảnh, hai người họ có thân phận địa vị cao nhất, nếu phải hỏi thì cũng là bọn họ phải lên tiếng hỏi. Tôn Tổng, Trần Lễ nhẹ giọng gọi, gọi tận mấy lần cũng không thấy có phản ứng gì. Bộ dạng Tôn Liên vẫn như lúc nãy không cử động, tựa như đã hóa đá. Ông Trần, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặt Đinh Đào biến sắc, ánh mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Đối với bộ dạng lúc này của Tôn Liên, ông không biết sự tình và cũng không biết nguyên nhân là gì. Nhưng ông biết rằng nếu Tôn Liên gặp chuyện thì tất cả những người ngồi ở đây đều không thoát được. Thậm chí, bởi vì ở đây là đại sảnh Trần gia nên Trần gia rất có thể phải chịu sự trả thù và áp bức từ quỹ đầu tư thời thượng đằng sau Tôn Liên. Nhớ lại cảnh tượng, ngay cả Dư gia còn phải chịu thiệt trong tay quỹ đầu tư thời thượng mà không dám nói một lời, thế thì Trần gia càng không cần phải nói nữa. Nghĩ đến đây, không chỉ là Đinh Đào mà đến Trần Lễ cũng thấy hoảng sợ. Ông ta dở khóc dở cười, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn dĩ Trần gia muốn mượn cơ hội lần này để thoát khỏi sự khống chế của Giang gia, sự việc vẫn chưa giải quyết triệt để thì Tôn Liên của quỹ đầu tư thời thượng lại gặp chuyện ở Trần gia, điều này sẽ khiến người ta sẽ nghĩ gì? Tôn Tổng, bà không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không? Trần Lễ không ngồi yên được nữa, trực tiếp đứng dậy đi đến trước mặt Tôn Liên, đưa tay hô hô trước mắt bà ấy, giọng điệu hơi run rẩy. Nếu Trần gia sụp đổ trong tay ông thì ông chính là tội nhân của Trần gia. Sau này làm sao có thể gặp các vị liệt tổ liệt tông của Trần gia được nữa. Chuyện đại nghịch bất đạo như thế, Trần Lễ không muốn xảy ra với chính mình, hơn nữa lại uất ức như vậy. Hả, sao thế? Đúng lúc này, Tôn Liên bỗng như tỉnh táo lại, toàn thân run rẩy, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh tay Trần Lễ ở trước mặt mình, khuôn mặt ngơ ngác. Trần gia chủ, ông đang làm gì thế? Tôn Liên trầm giọng hỏi, biểu cảm không vui lắm. Bà là một người phụ nữ nên rất ghét có người đứng gần trước mặt mình như thế. Hơn nữa, nhìn động tác của Tôn Lễ rõ ràng là muốn làm gì đó. À, Tôn Tổng, cuối cùng bà cũng tỉnh táo lại rồi, tốt quá. Trần Lễ cũng bị Tôn Liên dọa đến giật mình, nhìn Tôn Liên tỉnh táo lại, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đã có thể hạ xuống. Lúc này, ông đâu còn để ý sắc mặt Tôn Liên đang không vui. Chỉ cần Tôn Liên không xảy ra chuyện gì ở Trần gia, thì ông đã thắp hương khẩn Phật tạ ơn rồi. Vừa rồi tôi làm sao thế? Lần này đến lượt Tôn Liên kinh ngạc cúi đầu nhìn một lượt bản thân mình, mà vẫn không thấy có gì khác thường. Nhưng sự khác thường của những người xung quanh thì không qua khỏi đôi mắt của bà. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bà có thể nhận ra ảnh mắt toàn bộ mọi người nhìn về mình đang thấp thỏm và lo lắng. Tôn Tổng, bà không nhớ sự việc vừa rồi sao? Trần Lễ quay về chỗ ngồi của mình, định thần lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy bộ dạng của Tôn Liên không giống như đang giả vờ nên ông nhắc lại một lần nữa chuyện vừa xảy ra. Nhất là chuyện Tôn Liên như bị chúng phải thuật dừng hình, không nói gì cũng không cử động. Nghe Trần Lễ nói xong, lúc này Tôn Liên mới hiểu. Vẻ mặt không vui phút chốc biến mất, nhanh chóng trở lại vẻ thờ ơ ban đầu. Thì ra là thế, vừa rồi tôi nghĩ đến một số chuyện, cứ đắm chìm trong suy nghĩ nên khiến mọi người lo lắng rồi. Tôn Liên mấp máy đôi môi đỏ mọng của mình nói. Như thể vừa rồi không xảy ra chuyện gì. Mà mọi người cũng đều không phải là gà mờ, từng người một đều rất lão luyện, liên tục gật đầu. Trần gia chủ, Đinh gia chủ, tôi có một số việc phải về xác nhận lại một chút nên xin phép đi trước đây. Nhưng tôi cảm thấy lời Chu Dương vừa nói cũng cần phải xem xét thêm, dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì, nếu như mọi người cần gì thì quỹ đầu tư thời thượng cũng sẽ ủng hộ Tôn Liên đứng dậy, suy nghĩ một lát rồi trực tiếp chào tạm biệt. Ở đây bà cũng không có việc gì lớn phải làm. Còn Giang gia cũng không dám có ý định gì với bà. Nhưng ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu bà, khiến bà sau khi do dự một lúc cũng phải nói ra câu gió. Dứt lời, Tôn Liên không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng. Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau,
không biết rốt cuộc Tôn Liên xảy ra chuyện gì mà sau khi nghe Tôn Lễ giới thiệu về Chu Dương xong lại thay đổi nhiều như thế. Chẳng lẽ Chu Dương có điểm gì mà mọi người chưa chú ý đến? Không thể nào, nếu như có thì bao nhiêu ngày nay chẳng lẽ toàn bộ người của tỉnh Tương Tây không có ai nhận ra hay sao? Loại bỏ những ý nghĩ không thiết thực trong đầu, sắc mặt Trần Lễ bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Mọi người, nếu mọi người đã lựa chọn ở lại đây chứng tỏ đang đứng về phía với Đinh gia và Trần gia chúng tôi. Tiếp sau đó, Trần Lễ nhấn mạnh lại một số việc, đặc biệt là đoàn kết với nhau, đối mặt với áp bức mà Giang gia sẽ gây ra sắp tới. Trước mắt không quan tâm tình hình bên Trần gia nữa, từ khi rời khỏi Trần gia, Tôn Liên lập tức lên xe quay về trụ sở của quỹ đầu tư thời thượng. Tiểu Ngô, gửi toàn bộ thông tin Chu Dương ở tỉnh Tương Tây cho tôi, đi thu thập toàn bộ thông tin Chu Dương ở Đông Hải, tất cả. Trên xe, sắc mặt Tôn Liên rất nghiêm nghị, nếu có người nào quen với bà ấy mà gặp phải bà ấy lúc này đều sẽ tưởng như gặp phải bộ dạng của quỷ dữ. Bởi vì trong mắt mọi người, trước giờ bộ dạng Tôn Liên chưa từng nghiêm nghị như vậy, nhìn bà ấy như gặp phải chuyện gì đó rất lớn. Sau khi ra lệnh cho thư ký đi thu thập toàn bộ tài liệu về Chu Dương, ánh mắt Tôn Liên chợt lóe lên, trong phút chốc quay đầu xe, lái thẳng đến khách sạn Song Hy Lai. Tuy rằng bà không hiểu rõ lắm các hoạt động của Chu Dương ở tỉnh Tương Tây nhưng chỉ dựa vào những gì Trần Lễ nói đã khiến bà nghĩ đến không ít chuyện. Cho nên bây giờ, bà cần đến khách sạn Song Hy Lai để tìm Chu Thiểu Hoa xác nhận một số chuyện. Chưa đầy 20 phút sau, xe Tôn Liên đã đến khách sạn Song Hy Lai. Ngẫm nghĩ một lát, bà lấy điện thoại gọi Chu Thiểu Hoa. Alo, ông Chu, tôi là Tôn Liên. Lúc này ở khách sạn, Chu Dương đang sắp xếp mọi người thực hiện công việc tiếp theo. Hiện nay, cửa hàng chính của công ty Danh Dương đã đứng vững ở Trường Sa, hơn nữa còn phát triển mạnh. Vậy thì, Chu Dương phải làm công tác chuẩn bị để các chi nhánh khác cũng nở hoa như ở tỉnh Tương Tây. Nhưng nếu toàn bộ đều do một mình công ty Danh Dương làm thì không tránh khỏi hiểm nghi muốn ăn mảnh một mình. Dù sản phẩm của cửa hàng còn có sản phẩm của các công ty khác, nhưng phần lớn vẫn là sản phẩm của công ty Danh Dương. Mọi người có ý tưởng gì không? Tôi có thể nhượng quyền chi nhánh công ty Danh Dương cho mọi người có thể tự mở cửa hàng tại các khu vực khác của tỉnh Tương Tây. Chương 382. Trong phòng lúc này, Chu Dương ngồi trên sofa, yên lặng nhìn đám người đang bứt rứt đứng ngồi không yên. Hôm nay, anh không gọi quá nhiều người, chứ Ngưu Xuyên luôn ở bên cạnh anh ra, đến cả Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Trần Thế Hào cũng không có ở đây. Những người bứt rứt không yên trong căn phòng này đều là những người đại diện của các công ty mỹ phẩm Đông Hải. Bọn họ đều là công ty hợp tác với công ty Danh Dương khi Chu Dương thành lập dự án Tân Chu ở Đông Hải. Bởi vì lần hợp tác vui vẻ trước đây nên lần này Chu Dương đã nghĩ cách tập hợp bọn họ lại với nhau. Dù sao thì những người này đều rất đáng tin, nhưng sau khi Chu Dương nói ra suy nghĩ của mình, tất cả mọi người đều trầm mặc. Thậm chí đến cả Chu Hạo, Vương Đại Lục vốn dĩ vẫn đang rất sôi nổi, ban đầu luôn muốn lập ra kế hoạch lớn, thế mà giờ đây đều như mất hết tinh thần. Sao thế? Ai nấy đều không có chút tinh thần gì vậy. Không muốn làm à? Chu Dương khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Anh không phải bức ép bọn họ đưa ra quyết định hay lựa chọn, mà nhìn tất cả mọi người đều trầm mặc không nói gì, thậm chí đến Vương Đại Lục và Chu Hạo cũng không bày tỏ thái độ nên trong lòng anh hơi thất vọng. Theo ý kiến của Chu Dương, sẽ nhượng quyền kinh doanh các chi nhánh của công ty Danh Dương ở tỉnh Tương Tây cho bọn họ, để những người này mở chi nhánh ở các khu vực khác trong tỉnh Tương Tây. Như thế không chỉ có được sự đảm bảo về tốc độ mà còn có tính độc lập, tiện cho việc quản lý. Nếu chỉ mở chi nhánh của một mình công ty Dương đặt tại tỉnh Tương Tây cũng không phải là không được, thậm chí hiệu quả về sau có khi còn tốt hơn là liên minh với bọn họ. Nhưng trên thực tế lại không thể tính toán như thế được. Cả tỉnh Tương Tây rộng lớn bao nhiêu, thực lực cả Đông Hải mạnh hơn nhiều so với toàn tỉnh Tương Tây. Nhưng công ty Danh Dương tại Đông Hải lại không thể bao quát được toàn bộ, nên nhất định cần nhờ vào sự giúp đỡ từ các cửa hàng, điểm tiêu thụ của rất nhiều công ty và đại lý nhỏ. Càng huống hồ, diện tích tỉnh Tương Tây lớn gấp mấy lần Đông Hải. Chỉ dựa vào mỗi công ty Danh Dương muốn giải khắp tỉnh Tương Tây thì ít nhất cũng cần đến 8 năm, 10 năm. Nhưng đối với Chu Dương lúc này, thời gian là thứ quý giá nhất. Anh muốn quyền thế về tay Chu gia, thì cũng không thể chờ đến tận 8 năm, 10 năm sau chứ. Như thế thì chưa nói đến những chuyện không thể đoán trước sẽ xảy ra với Chu gia. Ngay cả anh, đã có một thực lực không nhỏ, nhưng có thể trở về được Chu gia hay không lại là một chuyện khó nói. Bây giờ, để các công ty nhỏ này thực hiện nhiệm vụ mở chi nhánh ở tỉnh Tương Tây thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Những công ty này thực lực tuy rằng không lớn nhưng lại thắng ở chỗ số lượng tương đối đông.
chỉ cần Chu Dương nói một tiếng thì chỉ trong chốc lát sẽ có gần 30 người đại diện cho các công ty đến ngay. Còn có rất nhiều công ty nhỏ căn bản không có thực lực khai thác thị trường các tỉnh ngoài thì sẽ không đến. Nhưng trong các công ty này có công tử như Chu Hạo cũng có chút thực lực, còn có công ty phát triển nhanh như công ty mỹ phẩm Thời Quang của Vương Đại Lục. Bọn họ hoàn toàn có thể mở một chi nhánh độc lập, chiếm giữ thị trường của một thành phố. Còn về những công ty có thực lực yếu hơn thì cho dù không thể độc lập tự mở một chi nhánh thì cũng có thể cả mấy nhà hợp tác lại mở một chi nhánh. Đến lúc đó, chỉ cần Chu Dương phái mấy nhân viên đến hướng dẫn trước thì tất cả đều không có vấn đề gì. Cứ như thế thì vốn dĩ công ty Danh Dương nếu độc lập thực hiện cần đến 8, 10 năm thì bây giờ chỉ cần 1, 2 năm là có thể làm được. Đám người ngơ ngác nhìn nhau, căn bản không biết nên nói gì. Chu Tổng, không phải chúng tôi không muốn mà là chúng tôi sợ làm không tốt lại mang đến phiền phức cho công ty Danh Dương. Chu Hạo là người lanh lợi nhất, thấy tình hình như thế thì suy nghĩ linh hoạt, nhẹ giọng cười nói coi như giải vây cho mọi người. Nếu không hơn 30 người bọn họ đối mặt với vấn đề của Chu Dương đưa ra mà không ai mở lời thì có ý gì? Là khinh thường Chu Dương hay là khinh thường công ty Danh Dương? Sau này không muốn sống nữa hay sao? Câu nói của Chu Hạo như giúp mọi người mở lời, từng người một bắt đầu nói ra sự lo lắng của mình. Đúng vậy, Chu Tổng, chúng tôi đều là công ty nhỏ, ở Đông Hải chẳng đáng là gì, có một điểm tiêu thụ nhỏ, cho dù cũng không tồi nhưng bây giờ muốn độc lập mở một chi nhánh thì chỉ sợ sẽ sập mất. Đúng vậy, Chu Tổng, chuyện tốt như vậy mà cậu vẫn nghĩ đến chúng tôi rất cảm kích nhưng thực tế lại không cho phép cho dù chúng tôi mở chi nhánh nhưng trên phương diện quản lý chúng tôi lại không có nhiều kinh nghiệm, rất dễ xuất hiện vấn đề, đến lúc đó tình hình bên này sẽ rất khó xử lý. Mọi người mồm năm miệng 10 nói ra hết những gì bản thân đang lo lắng. Chu Dương im lặng lắng nghe, không hề lên tiếng ngắt lời. Anh biết những người này đều có lo lắng và tính toán. Đây đều là những chuyện hết sức bình thường nên anh cũng không vì thế mà trách cứ bọn họ. Ngược lại, bọn họ có thể trực tiếp nói ra những lời này chứng tỏ bọn họ tin tưởng Chu Dương. Điều này khiến tâm trạng Chu Dương cũng tốt hơn nhiều, ít nhất là không phải đưa điều tốt cho người ta mà đối phương lại không cần, như thế lại xuất hiện suy nghĩ kỳ quái hơn. Chu Tổng, kỳ thực các công ty chúng tôi liên kết với nhau cũng không phải là không thể mở chi nhánh ở tỉnh Tương Tây được. Chỉ có điều như công ty Chu Hạo còn có thể lực mạnh một chút thì không có vấn đề gì nhưng chúng tôi thì chỉ có thể miễn cưỡng gắng gượng. Vương Đại Lục vốn trầm tư nãy giờ, lúc này cũng mở lời, sắc mặt cương nghị, thần thái điềm tĩnh. Chu Tổng, tôi nghĩ, hay là thế này, dựa theo quy mô mỗi chi nhánh mà phân cấp. Cho mọi người tự chọn cấp bậc mà mình có thể làm, nếu thực sự không ổn thì mọi người có thể hợp tác. Hơn nữa Chu Tổng. Cho dù chúng tôi mở chi nhánh xong nhưng trong đó cũng tồn tại rất nhiều chi tiết như chữ hàng, quản lý, những phương diện này công ty Danh Dương có thể giúp đỡ không? Vương Đại Lục nói xong, vẻ mặt mong chờ nhìn Chu Dương. Ý tưởng này ông ấy cũng vừa nghĩ ra, có chút khái niệm ban đầu nhưng vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Nếu Chu Dương đồng ý, ông ấy có thể suy nghĩ thêm để có thể hoàn thiện ý tưởng này. Khuôn mặt Chu Dương sáng ngời, vui vẻ kinh ngạc nhìn Vương Đại Lục. Những gì ông ấy nói trùng khớp với ý tưởng của mình. Mà anh cũng chưa từng đề cập ý tưởng này đối với bất kỳ ai. Nhưng một mình Vương Đại Lục có thể suy xét đến ý tưởng này quả thực không tệ. Ấy, đúng thế, lời Vương Tổng nói rất đúng, nếu như thế thì biết đâu chúng ta có thể thử một phen. Đúng vậy, Chu Tổng, chúng tôi cảm thấy lời của Vương Tổng nói rất có đạo lý, nếu cậu có thể cho người đến hướng dẫn chúng tôi cũng không đến mức luống cuống. Nếu có sự hướng dẫn của Chu Tổng thì công ty chúng tôi mở luôn hai chi nhánh cũng không có vấn đề gì. Trong phút chốc, đám người sôi nổi nói, vẻ mặt lúng túng trước đây đã biến mất mà thay bằng kích động. Khóe miệng Chu Dương nhẹ nhẹ cong lên, trong lòng rất vui vẻ yên tâm. Anh nghiêm túc nhìn sang Vương Đại Lục, từ khuôn mặt của ông ấy nhìn thấy vẻ tự tin, kiên nghị. Tinh thần này nếu như xuất hiện trên khuôn mặt của người khác, có khi Chu Dương còn phải quan sát, phân tích lại. Nhưng xuất hiện trên gương mặt của Vương Đại Lục thì trong lòng Chu Dương lại rất yên tâm. Dù sao thì tất cả những việc trước đây, bất kể là cơ hội sống cuối cùng cho công ty mà Vương Đại Lục đã chiến đấu hết mình hay đến khi công ty phát triển đều có thể chứng tỏ ông ấy không phải là một người đơn giản. Được, mọi người suy nghĩ lại, bàn luận với nhau một chút, tôi sẽ liệt kê những nơi có thể mở chi nhánh ở tỉnh Tương Tây, đến lúc đó mọi người cho tôi kết quả bàn luận là được. Chương 383. Chu Dương ở trong phòng nói rõ tình hình với mọi người, cùng lúc đó, tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc khách sạn Song Hỷ Lai, Chu Thiểu Hoa nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Sao bà lại tới đây? Chu Thiểu Hoa cảm thấy hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Tôn Liên.
Mặc dù lúc nãy khi nhận được điện thoại của Tôn Liên, Chu Thiểu Hoa cũng đã giật mình, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy người thật ông lại không dám tin. Chu Thiểu Hoa bắt đầu suy ngẫm, dù mình và Tôn Liên đều ở trường xa, nhưng hình như đã rất nhiều năm chưa gặp nhau. Đã bao nhiêu năm, Chu Thiểu Hoa khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài một hơi, ông không nhớ nữa, đại khái cũng mười mấy năm. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Tôn Liên, Chu Thiểu Hoa bất ngờ phát hiện, Tôn Liên hình như chẳng khác năm xưa là mấy, không hề già đi, chỉ là mặn mà hơn. Đó không phải là sự tàn phá do thời gian để lại. Càng giống như một loại vết tích trải qua thăng trầm của thời gian, khiến bà ấy càng ung dung và cao quý, dường như có thể thấy rõ bản chất của mọi việc. Có điều, trong sự ung dung đó, Chu Thiểu Hoa mơ hồ cảm nhận Tôn Liên đang nôn nóng sốt ruột. Chu tiên sinh, đã nhiều năm không gặp, chẳng lẽ tôi không thể tới thăm ông được sao? Tôn Liên giơ tay vuốt sợi tóc giữa trán, ổn định lại tâm trạng, trực tiếp ngồi vào chiếc ghế đối diện Chu Thiểu Hoa. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhấp nháy, đối mặt với Chu Thiểu Hoa, cảm xúc trong lòng bà ấy cũng rối bời. Trên thực tế, bà ấy và Chu Thiểu Hoa đã quen biết gần 20 năm nay, cảm tình hai bên cũng không tệ lắm. Nếu người kia không xuất hiện, Tôn Liên khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hôm nay bà ấy chủ động đến đây là vì muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện. À, bà còn gọi tôi là Chu tiên sinh, chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta xa lạ đến vậy sao? Chu Thiểu Hoa nhìn Tôn Liên, trong lòng cũng thầm thở dài. Nhưng ông vẫn cảm thấy tò mò không hiểu hôm nay Tôn Liên đột nhiên tới đây là vì điều gì. Trong ấn tượng của ông, mặc dù hai bên quen biết đã lâu, mười mấy năm nay hai người họ đều làm việc ở trường xa, song căn bản không qua lại gặp mặt. Thậm chí, mấy năm đầu, Chu Thiểu Hoa chủ động đi tìm Tôn Liên, đều bị bà ấy từ chối. Anh Chu, hôm nay tôi đến đây đúng là có một việc muốn hỏi thăm anh. Tôn Liên vô thức thay đổi cách xưng hô với Chu Thiểu Hoa, gương mặt bà lộ rõ vẻ thấp thỏm và mong đợi, thậm chí còn hơi ửng đỏ. Chu Thiểu Hoa nhìn Tôn Liên, trong lòng cảm thấy khó hiểu kinh ngạc. Mắt mình không có vấn đề gì chứ? Sao ông đang thấy gương mặt Tôn Liên đỏ ửng? Đây là xấu hổ, nhưng một giây kế tiếp, ý nghĩ này đã bị Chu Thiểu Hoa phủ nhận. Tính cách Tôn Liên luôn rất thoải mái, trước kia khi hai người gặp nhau, bà ấy ở trước mặt mình giống như một người anh em tốt. Cho nên gương mặt ửng đỏ này, tuyệt đối không phải vì gặp mình mới có. Vậy thì vì điều gì? Chu Thiểu Hoa hồi tưởng lại, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên. Ông nghĩ mình đã biết đáp án. Có điều, sao Tôn Liên lại biết người kia đang ở chỗ ông? Anh Chu, nhìn bộ dạng này của anh, chắc đã biết mục đích hôm nay tôi tới đây. Tôn Liên chăm chú nhìn Chu Thiểu Hoa, đôi mắt đẹp quyến luyến tràn đầy mong đợi. Lúc này, bà ấy đâu còn phong thái như anh hùng hào kiệt, cũng chẳng còn hình ảnh kiên cường cứng rắn khi đứng trước mặt mấy người Trần Lễ, Đinh Đào. Nếu như có người quen biết với Tôn Liên nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ kinh hãi. Đây giống như người phụ nữ đang hồi xuân. Bà biết được thông tin này từ đâu? Tôi nhớ hình như trước đây bà đã muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với mọi thứ rồi mà. Chu Thiểu Hoa không trả lời ngay mà chỉ hỏi ngược lại. Chu Thiểu Hoa cũng biết câu chuyện của Tôn Liên và người kia. Thậm chí, năm đó ông ấy cũng tham dự vào. Nếu như không phải vì người kia xuất hiện, e là Chu Thiểu Hoa và Tôn Liên đã sớm ở bên nhau. Dẫu sao trước đây, giữa bọn họ quả thật cũng có nảy sinh tình cảm. Anh Chu, anh đừng quan tâm tôi có được thông tin này từ đâu, bây giờ tôi chỉ hỏi một câu, ông ấy có ở đây không? Nghe thấy câu nói của Chu Thiểu Hoa, trong lòng Tôn Liên đột nhiên căng thẳng. Nếu bây giờ bà ấy còn không hiểu hàm ý trong câu nói của Chu Thiểu Hoa, thì không thể khiến công ty quỹ đầu tư thời Thượng Bình Yên phát triển ở Tương Tây như bây giờ. Ông ấy đúng là đang ở chỗ tôi, có điều tôi cũng chưa nói chuyện riêng với ông ấy. Hơn nữa lần này ông ấy cùng người khác đến đây, về việc ông ấy có muốn gặp bà hay không, tôi cũng không có cách nào thay ông ấy quyết định. Chu Thiểu Hoa yên lặng một lát rồi chậm rãi trả lời. Nói đến đây, ông hoàn toàn hiểu rõ mục đích hôm nay Tôn Liên tới. Hơn nữa, ông cũng biết, bản thân ông không thể ngăn được Tôn Liên. Đây là phòng của ông ấy, bà có thể tự mình đi tìm, hoặc tôi cũng có thể gọi điện thoại, bảo ông ấy qua đây. Chu Thiểu Hoa lấy một tấm danh thiếp từ trong ngăn kéo bàn làm việc. Phía trên là những thông tin của Trần Thế Hào. Tôn Liên nhận lấy danh thiếp, sắc mặt nhất thời do dự. Một người phụ nữ mạnh mẽ khí thế hiên ngang, hiểm khi thấy lộ ra vẻ trần trừ, gương mặt lúng túng. Hít thở sâu một hơi, Tôn Liên kiên định đứng lên, như thể đã đưa ra một quyết định khó khăn. Tôi tự mình đi, lớn giọng nói một câu, Tôn Liên không chào tạm biệt mà đi thẳng ra ngoài. Chu Thiểu Hoa nhìn hình bóng Tôn Liên biến mất, lắc đầu liên tục, trong lòng không ngừng than thở. Cùng lúc đó, Chu Dương bảo mọi người tự mình về suy nghĩ chuẩn bị thật tốt,
sau đó anh đi đến phòng của Trần Thế Hào. Có một số việc, anh cần xác nhận lại với Trần Thế Hào. Dẫu sao, ở Trần gia, anh cũng đã gặp Tôn Liên của quỹ đầu tư thời thượng. Mặc dù Trần Thế Hào bảo anh đừng tiếp cận sớm với quỹ đầu tư thời thượng, nhưng nếu có thể có sự giúp đỡ của quỹ đầu tư thời thượng, thì thực lực của anh sẽ tăng lên, đây cũng là cách để phát triển vượt bậc. Thử suy nghĩ, người có thể khiến gia tộc đứng đầu năm gia tộc như Dư gia không thể làm gì được, thì nhóm người Chu Dương không thể xem thường. Thiếu gia, có chuyện gì sao? Nhìn thấy Chu Dương, Trần Thế Hào hỏi nhỏ. Trần Thế Hào biết những chuyện Chu Dương đã làm trong khoảng thời gian ở Trường Sa và Tương Tây. Cũng vì hiểu rõ, nên trong lòng cũng hết sức kinh hoàng. Ông ấy không ngờ Chu Dương có thể hô mưa gọi gió tạo ra biến động lớn ở Tương Tây giống như ở Đông Hải. Phải biết rằng, ở Đông Hải, sau lưng Chu Dương ngoài ông ấy, còn có Tô gia ủng hộ, bất kỳ một thế lực nào, cho dù là Tôn gia, muốn đối phó với Chu Dương, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng xem mình có gánh được tổn hại khi thất bại hay không. Nhưng ở Tương Tây, ngoại trừ Trương gia có thể trợ giúp Chu Dương, hoàn toàn không còn sự trợ lực từ bất kỳ ai khác. Huống hồ, Trần Thế Hào cũng biết, Trương gia căn bản không giúp gì nhiều cho nhóm người Chu Dương, có thể xem nhẹ sự trợ giúp này. Trần Tổng, hôm nay khi đến Trần gia, tôi đã gặp một người. Chu Dương do dự một lát, vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Người nào, Tôn Liên của quỹ đầu tư thời thượng. Chương 384. Trần Thế Hào nghe vậy, nhất thời ngẩn người ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Dương. Tôn Liên của quỹ đầu tư thời thượng. Chu Dương hiển nhiên cũng thấy được Trần Thế Hào sửng sờ, trong lòng anh thầm suy đoán, không biết giữa Trần Thế Hào và Tôn Liên của quỹ đầu tư thời thượng có phải từng có mối quan hệ gì không. Cốc cốc cốc, đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Hai người bỗng kinh ngạc, bị tiếng gõ cửa bất thình lình làm giật mình. Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Trần Thế Hào lập tức biến mất, ông ấy lấy lại bình tĩnh. Chu Dương cũng biết, nếu có thể nói, Trần Thế Hào sẽ không giấu giếm anh. Nếu ông ấy không nói, vậy thì chuyện này, anh cũng không cần phải gặng hỏi. Suy cho cùng, câu chuyện giữa hai người trưởng thành, rất khó nói để rõ ràng. Chu Dương đang đứng gần cánh cửa nên đi thẳng ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy người đứng ở ngoài, anh hơi sững sốt, một giây sau đã nhanh chóng phản ứng lại. Tôn Tổng, Chu Dương nhỏ giọng hỏi. Anh không ngờ, người vừa gõ cửa đang đứng trước mặt mình, lại là Tôn Liên của quỹ đầu tư thời thượng. Chu Dương không cho rằng Tôn Liên tới tìm mình. Phải biết rằng, bây giờ anh đang ở phòng của Trần Thế Hào. Nếu Tôn Liên muốn tìm anh thì sẽ đi gõ cửa phòng anh. Nhưng trước đó, anh không hề nghe tiếng gõ cửa ở phòng mình. Trong nháy mắt, trong đầu Chu Dương là một mở suy nghĩ về mối quan hệ giữa Trần Thế Hào và Tôn Liên. Càng suy đoán, sắc mặt Chu Dương càng tỏ ra kinh ngạc, đến cuối cùng, dường như cũng hiểu ra được một ít. Chu Tổng, trùng hợp thế, cậu cũng ở đây sao? Tôn Liên nhìn thấy người mở cửa, trong lòng chợt thấy nặng trĩu. Đôi mắt xinh đẹp của bà liên tục nhấp nháy, một tay cuộn thành nắm đấm xuôi theo bên người. Cánh tay khác, vỗ nhẹ trước ngực, bộ dạng này. Giống như thiếu nữ đang kích động và hồi hộp khi gặp người mình thích. Chỉ là, khi cánh cửa mở ra, Tôn Liên thấy Chu Dương đứng ở trước mặt, bà ấy không khỏi sững sốt. Nhưng dù sao Tôn Liên cũng là một người từng trải, phản ứng rất nhanh chóng, lập tức định thần lại, bộ dạng e thẹn của thiếu nữ đã tan biến, thay vào đó là dáng vẻ của một người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ. Chu Dương, ai đến vậy? Trần Thế Hào bỗng lên tiếng hỏi, ông nhìn thấy Chu Dương đứng trước cửa. Đang nói chuyện với người vừa đến nên tùy ý hỏi một câu. Chu Dương và Tôn Liên đồng thời im lặng, gương mặt Tôn Liên biến sắc, hai gò má nhanh chóng ửng đỏ, nhìn thoáng qua biểu cảm khó hiểu này lại khiến người khác động lòng. Chu Dương không biết nên làm gì, chỉ có thể né người qua một bên, để Tôn Liên đi vào. Là Tôn Tổng của quỹ đầu tư thời thượng. Chu Dương nhẹ giọng nói, anh biết giữa Tôn Liên và Trần Thế Hào nhất định từng có chuyện gì đó. Cũng biết Tôn Liên vội và đến tìm Trần Thế Hào, chắc chắn có chuyện quan trọng. Vì thế anh chuẩn bị rời khỏi phòng, để Trần Thế Hào và Tôn Liên có không gian trò chuyện. Có điều, khi anh chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Trần Thế Hào lại đột ngột lên tiếng. Chu Dương, chờ một chút. Chu Dương sững sốt, quay lại. Lúc này anh mới phát hiện, bầu không khí giữa hai người Trần Thế Hào và Tôn Liên hơi kỳ lạ. Dường như hơi yên tĩnh, Tôn Liên chăm chú nhìn Trần Thế Hào. Chu Dương liếc mắt thấy Tôn Liên dường như đang muốn nhào ngay vào lồng ngực của Trần Thế Hào. Nếu lúc này Chu Dương vẫn không hiểu mối quan hệ giữa hai người, thì đúng là đầu óc có vấn đề. Đây rõ ràng là thái độ và hành động của người phụ nữ khi nhìn thấy người yêu cũng nhiều năm chưa gặp. Chẳng lẽ mối quan hệ giữa Tôn Liên và Trần Thế Hào là tình nhân cũ? Chu Dương thầm nghĩ,
nhưng quả thật anh chưa gặp vợ của Trần Thế Hào. Ấy mà Trần Hân cũng chưa từng nhắc tới mẹ của cô. Nghĩ tới đây, Chu Dương bắt đầu quan sát Tôn Liên. Bà Tôn Liên này không phải là mẹ của Trần Hân đấy chứ? Nhưng giây kế tiếp, Chu Dương liền bác bỏ ý nghĩ này. Bởi vì nhìn thế nào, Chu Dương cũng không nhìn thấy hình bóng của Trần Hân trên người Tôn Liên. Đều nói con gái lớn lên không nhất định giống với bố mẹ, nhưng có một điểm là tuyệt đối có thể nhìn thấy hình bóng tương tự. Nhưng Tôn Liên từ trên xuống dưới, không có điểm nào giống với Trần Hân. Thế Hào, chẳng lẽ ông không muốn nói chuyện với tôi sao? Tôn Liên không thèm để ý ở đây còn có Chu Dương, bà nói nhỏ, giọng điệu dịu dàng nhưng lại có phần áy náy. Chu Dương không rõ lắm, anh khẽ lắc đầu, quyết định rời đi, để Trần Thế Hào và Tôn Liên nói chuyện đàng hoàng với nhau. Suy cho cùng, chỉ có nói rõ mọi chuyện, tiếp theo, mới có thể sống hòa hợp với nhau. Trần Tổng, Tôn Tổng, hai người nói chuyện đi, sẽ không ai tới quấy rầy đâu. Chu Dương trầm giọng nói, không để ý đến ánh mắt của Trần Thế Hào, anh đi thẳng ra khỏi phòng, đóng cửa lại và yên lặng đứng đợi ở ngoài cửa. Chu Dương hơi bất ngờ khi Tôn Liên bất thình lình tới đây như vậy. Mặc dù trước đây nghe Trần Thế Hào nói quỹ đầu tư thời thượng cũng là sản nghiệp của Chu gia. Nhưng Chu Dương cũng không liên lạc gì với quỹ đầu tư thời thượng, cũng chưa từng gặp bất cứ người nào của quỹ đầu tư thời thượng. Cho dù là Tôn Liên, hôm nay cũng là lần đầu tiên Chu Dương vô tình gặp mặt ở Trần gia, song vẫn không nói với nhau câu nào. Vừa nãy Chu Dương lại thấy rõ thái độ của hai người họ, có một số việc, không cần suy nghĩ nhiều, rất đơn giản đã phơi bày trước mặt mình. Giữa Trần Thế Hào và Tôn Liên từng có chuyện gì đó. Hơn nữa, trong một thời gian ngắn như vậy Tôn Liên đã tìm tới cửa tới, hiển nhiên mối bất hòa giữa hai bên cũng không hề đơn giản giống suy nghĩ của Chu Dương. Chu Dương, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Chu Dương nghiêng đầu nhìn thấy Chu Thiểu Hoa đang đứng cuối hàng lang, nhỏ giọng nói với anh. Chu Dương khẽ giật mình, nghĩ đến một khả năng, sắc mặt nghiêm túc, nhìn vào cửa phòng đang đóng chặt, sau đó đi về phía Chu Thiểu Hoa. Nếu Tôn Liên đã tìm đến đây, vậy thì Chu Thiểu Hoa không thể không biết. Cho nên, Chu Dương muốn biết câu chuyện cụ thể của họ, chỉ cần hỏi Chu Thiểu Hoa là được. Chỉ là, Chu Dương cũng không xác định mình có cần biết hay không. Suy cho cùng, chuyện giữa Trần Thế Hào và Tôn Liên cũng không liên quan nhiều đến anh. Chu Dương đi theo Chu Thiểu Hoa tới văn phòng của ông ấy, sắc mặt có chút do dự, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Chu Dương, chủ biết bây giờ trong đầu cháu đang có một đống nghi vấn lớn. Nhưng chủ nghĩ là cháu đã biết, quỹ đầu tư thời thượng quả thật là sản nghiệp của Chu gia, còn Tôn Liên chính là người phụ trách quỹ đầu tư thời thượng chi nhánh Tương Tây. Chu Thiểu Hoa lại không hề do dự, trực tiếp ngồi xuống, từ từ nói. Nhưng gương mặt của ông ấy cũng không tự nhiên lắm, hiển nhiên cũng xúc động về chuyện giữa Trần Thế Hảo và Tôn Liên. Chu Dương thấy vậy, cũng không suy nghĩ nhiều, yên lặng lắng nghe Chu Thiểu Hoa kể về câu chuyện cũ của Trần Thế Hảo và Tôn Liên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng một giờ sau, Chu Thiểu Hoa đã kể hết mối bất hòa giữa Trần Thế Hào và Tôn Liên. Chu Dương lúc này mới bừng tỉnh, hiểu rõ sự việc. Anh không ngờ, giữa hai người họ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thậm chí, việc Trần Thế Hào tới Đông Hải, cũng có mối liên quan lớn đến Tôn Liên. Chương 385. Chu Thiểu Hoa nghiêm túc nói, như thể mình là một người tham dự. Chu Dương cũng chăm chú lắng nghe, tưởng tượng mình chính mắt nhìn thấy. Có điều, Chu Dương biết. Dù sao đó cũng là đã chuyện xảy ra trong quá khứ, bất luận thế nào, anh cũng không có khả năng thay đổi. Sau khi nghe Chu Thiểu Hoa kể xong câu chuyện cũ của Trần Thế Hảo và Tôn Liên, Chu Dương mới hiểu ra, tại sao lúc nãy hai người họ lại có thái độ như vậy. Năm đó, Trần Thế Hảo, Chu Thiểu Hoa, Tôn Liên là bạn bè thân thiết. Cùng làm trong một công ty, Trần Thế Hảo là người của Trần gia ở thủ đô, Chu Thiểu Hoa là người của Chu gia ở thủ đô, còn Tôn Liên chỉ là một người bình thường. Nhưng năng lực của Tôn Liên mạnh mẽ hơn nhiều so với Trần Thế Hào và Chu Thiểu Hoa. Có lẽ liên quan tới việc bà ấy là người phụ nữ trưởng thành sớm, năm đó rất nhiều việc, Trần Thế Hào và Chu Thiểu Hoa đều không giải quyết được, song chỉ một mình Tôn Liên có thể giải quyết dễ dàng. Dần dần Trần Thế Hào và Chu Thiểu Hoa đều nảy sinh tình cảm với Tôn Liên. Nhưng sự chênh lệch về thân phận và địa vị giữa hai bên vẫn còn ở đó. Trần Thế Hào và Chu Thiểu Hoa đều là con cháu của những gia tộc lớn ở thủ đô. Còn gia cảnh nhà Tôn Liên hết sức bình thường, tình cảm giữa bọn họ nhất định sẽ gặp phải sóng gió lớn. Câu chuyện này đúng là ngược như vậy, cực kỳ giống những bộ phim tình yêu trắc trở trên TV. Sau đó, Trần Thế Hào vì nguyên nhân này mà xảy ra xích mích với Trần gia, Chu Thiểu Hoa cũng buồn phiền, rời khỏi thủ đô, tránh né Tương Tây và đặt chân đến Trường Sa.
Trần Thế Hào xích mích với Trần Gia liền muốn bỏ trốn cùng Tôn Liên. Có điều, suy nghĩ của bọn họ khi đó đơn thuần, rất kiêng dè e sợ việc bỏ trốn. Tôn Liên cũng hết sức lo lắng. Nói cho cùng, bà ấy chỉ là một người phụ nữ có gia cảnh bình thường, bất kể đối mặt với Trần Gia hay Chu Gia, đều không có khả năng chống chọi. Trần Thế Hào, Trần Gia liên tục gây áp lực lớn cho bà. Cho nên cuối cùng, bà ấy đã nói lời chia tay với Trần Thế Hào. Trần Thế Hào tinh thần hoàn toàn sụp đổ, biến mất khỏi Trường Sa, không ai tìm thấy. Sau đó, Trần Thế Hào mới đặt chân đến Đông Hải. Còn Tôn Liên vì là người có năng lực trình độ cao, được vào làm việc ở quỹ đầu tư thời thượng của Chu Gia. Những chuyện sau đó, Chu Dương cũng biết đại khái, đều là chuyện trong những năm gần đây. Khi Chu Dương nghe xong, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Anh phỏng đoán giữa Tôn Liên và Trần Thế Hào có mối bất hòa, nhưng không ngờ lại trắc trở cầu huyết đến như vậy. Hơn nữa, thậm chí ngay cả Chu Thiều Hoa cũng dính dáng vào chuyện này. Lúc này, Chu Dương ngước lên nhìn vào ánh mắt của Chu Thiều Hoa cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chu Thiều Hoa là con cháu của một nhánh trong gia tộc Chu gia, cũng được xem là chủ họ của Chu Dương. Chu Dương thầm nghĩ trong lòng, nếu năm đó Tôn Liên và Chu Thiều Hoa ở bên nhau, vậy thì bây giờ khi gặp Tôn Liên, có phải anh nên gọi bà ấy là thím? Câu chuyện đại khái là như vậy, hai người họ cũng được coi là số khổ, trước mặt Trần gia căn bản không thể làm gì được. Chu Thiều Hoa gượng cười, đồng thời cũng nghĩ đến bản thân mình, năm đó chẳng phải ông ấy cũng như vậy sao, đối mặt với áp lực của Chu gia, ông không có sức tranh đấu chống trả. Thậm chí, nếu Chu gia có ý nghĩ này thì đủ để hủy hoại cả cuộc đời của Tôn Liên. Chính vì điều này, Chu Thiều Hoa mới quả quyết trực tiếp buông tay. Nếu không thể ở bên nhau, Chu Thiều Hoa cũng không muốn Tôn Liên vì ông ấy mà chịu tổn thương. Hi hi, không ngờ trước đây chủ Chu cũng có nhiều câu chuyện như vậy. Chu Dương ngượng ngùng cười gượng, câu chuyện của mấy người lớn tuổi này khiến anh cũng hơi chột dạ. Suy cho cùng, không có Tôn Liên, Trần Thế Hào mới đến giúp đỡ anh nhiều như vậy, Chu Dương sẽ không quên. Còn Chu Thiều Hoa cũng ủng hộ giúp đỡ Chu Dương không ít, đây coi như là một chuyện tốt. Người già rồi, đến cái tuổi trung niên, không còn cảm xúc tình cảm mãnh liệt nữa, bây giờ nghĩ lại, trước đây bản thân đúng là hơi tùy ý. Chu Thiều Hoa cười nói, tựa như nghĩ về câu chuyện quá khứ, khóe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên là đang nhớ lại. Ai nói người trung niên, không thể có tình cảm mãnh liệt. Chu Dương nghiêm túc, lập tức phản bác, anh không đồng ý với cách nghĩ này của Chu Thiều Hoa. Chưa nói đến bản thân Chu Thiều Hoa, không tính đến thân phận con cháu Chu gia. Ông ấy ở Trường Sa lăn lộn tạo dựng sự nghiệp như hôm nay cũng được xem là thành công lớn. Hơn nữa, Chu Dương biết, đến tận bây giờ Chu Thiều Hoa vẫn chưa lập gia đình. Như vậy người, rất giống với Vương Đại Ngũ. Vương Đại Ngũ, người đàn ông rất thành đạt nhưng không lập gia đình. Chu Dương tin chắc, bây giờ chỉ cần Chu Thiều Hoa lan truyền thông tin mình muốn tìm bạn gái hay người phụ nữ để kết hôn, không cần đợi lâu, những người phụ nữ tới tự tiến cử sẽ đứng chật kín cả khách sạn. Mấy ngày sau đó, toàn bộ Tương Tây sẽ náo loạn. Huống hồ, theo như lời Chu Thiều Hoa nói, Tôn Liên và Trần Thế Hào chẳng phải cũng không có cơ hội ở bên nhau nữa hay sao? À, chú còn trẻ, vẫn chưa lĩnh hội hết được, bây giờ Tôn Liên tìm Trần Thế Hào, chắc sẽ không dễ dàng buông tay nữa đâu. Chu Thiều Hoa cũng không tranh luận thêm, mặc cho Chu Dương nói. Ánh mắt ông ấy cũng dần trở nên sâu xa, tựa như đang nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Lúc này, Trần Thế Hào và Tôn Liên ở trong phòng. Hai người nhìn nhau không nói một lời. Từ lúc Tôn Liên vào phòng tới bây giờ cũng đã một giờ đồng hồ trôi qua, hai người họ vẫn cứ im lặng không lên tiếng. Tôn Liên nhìn gương mặt già dặn hơi buồn rầu của Trần Thế Hảo, trong lòng bà hết sức áy náy. Chuyện năm đó, rất khó nói ai đúng ai sai. Nhưng nếu năm đó bà có thể gắng gượng chịu đựng áp lực từ Trần gia, vậy thì cuộc sống bọn họ bây giờ nhất định sẽ rất tốt. Nhưng mà, chẳng lẽ ông không muốn nói gì với tôi sao? Một lúc sau, Tôn Liên lên tiếng trước, giọng điệu trách móc. Bà ấy biết rõ tính cách của Trần Thế Hào, ông ấy sống nội tâm và hiền như khúc gỗ. Cũng bởi vì như vậy, năm đó giữa Trần Thế Hào và Chu Thiều Hoa, bà ấy vẫn có tình cảm nhiều hơn với Trần Thế Hào. Mà bây giờ, mười mấy năm trôi qua, tính cách của Trần Thế Hào dường như vẫn vậy, không hề thay đổi. Nếu để Chu Dương biết ý nghĩ của Tôn Liên lúc này, e là sẽ sững sờ kinh ngạc. Trần Thế Hào sống nội tâm, hiền như khúc gỗ ư. Ai mà không biết, ở Đông Hải, Trần Thế Hào ông chủ của câu lạc bộ Silver Lake, có thể nói là tai mắt khắp nơi, thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ, hô mưa gọi gió, cách làm việc cực kỳ bá đạo, không có đối thủ. Năm đó chỉ có chút xích mích nhỏ, ông ấy đã khiến một gia tộc nhị lưu biến mất,
không thấy bóng dáng tăm hơi chỉ trong một đêm. Người như vậy, sẽ là người sống nội tâm, hiền lành như khúc gỗ sao? Nói ra, không ai tin được, thậm chí, mọi người sẽ hoài nghi người nói ra câu đó có phải là kẻ đần độn, nếu để người đó nếm trải sự ngang tàn bá đạo của Trần Thế Hào, chỉ sợ sẽ không nói như vậy nữa. Đã nhiều năm như vậy, còn gì để nói với nhau nữa đâu. Trần Thế Hào dừng lại một lát rồi, chậm rãi nói. Thế Hào, tôi biết năm đó tôi rời bỏ ông là tôi không đúng, nhưng tôi cũng có nỗi khổ tâm, ông. Đôi mắt Tôn Liên rưng rưng ngấn lệ, rất đáng thương. Một người phụ nữ gần 40 tuổi lại có dáng vẻ này, hết sức không hợp lý. Nhưng tình trạng bây giờ đúng là như vậy. Trước mặt Trần Thế Hào, Tôn Liên căn bản không có sức lực. Nếu như năm đó không phải bà ấy chủ động chia tay, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ không đến nông nổi như bây giờ. Chương 386. Bầu không khí trong phòng một ngạt bí bách, thái độ của Trần Thế Hào hết sức lãnh đạm, tựa như sự tức giận trong lòng ông đối với Tôn Liên vẫn chưa tiêu tan hết. Nỗi oán hận này, dường như không nên xuất hiện trên người đàn ông có bản lĩnh tài giỏi ở Đông Hải. Có điều, thực tế là như vậy, Tôn Liên có muốn giải thích gì, nói nhiều đến mấy, thì Trần Thế Hào cũng dùng sự lạnh lùng đáp trả. Thế Hào, tôi không cầu xin ông tha thứ, tôi chỉ muốn giải thích với ông một chút. Tôn Liên hạ thấp giọng, hiển nhiên vô cùng thất vọng. Vốn dĩ, bà nhìn thấy Chu Dương ở Trần gia, lại hỏi được vài thông tin của Chu Dương từ chỗ Trần Lễ, bảo trợ lý chuẩn bị tài liệu liên quan đến Chu Dương, lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Trần Thế Hào. Giây phút đó, Tôn Liên thậm chí như tìm được tương lai mới. Ba chữ, Trần Thế Hào, chính là sự tiếc nuối của Tôn Liên trong mười mấy năm nay. Bà ấy cho rằng đã mười mấy năm trôi qua, bây giờ mình có thể nói chuyện tử tế với Trần Thế Hào, giải thích rõ chuyện ngày xưa. Nhưng đến khi Tôn Liên gặp Trần Thế Hào, mới phát hiện, cái gì gọi là đời người như mơ, vật đổi sao roi. Trần Thế Hào dường như đã không còn là người đàn ông sống nội tâm, hiền lành như năm đó nữa. Khi ông ấy nhìn mình cũng sẽ không ngượng ngùng ấp úng. Mười mấy năm, đối với một người đàn ông, có thể nói là khiến họ thay đổi biến hóa long trời lỡ đất. Đến mức, bây giờ Tôn Liên muốn giải thích điều gì, bà cũng không biết nên nói từ đâu. Giống như, sau mười mấy năm, tính cách của hai người bọn họ bây giờ đang hoán đổi cho nhau, giải thích. Đột nhiên, Trần Thế Hào đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, siết chặt nắm đấm ở bên người, đôi mắt cũng sắp trợn lên, nhìn Tôn Liên. Lần này quá đột ngột, Tôn Liên không ngờ được, bà giật mình, ngã người qua một bên trên ghế sofa, sững sờ nhìn Trần Thế Hào. Giờ khắc này, Trần Thế Hào đứng trước mặt, so với Trần Thế Hào trong ấn tượng của bà, hoàn toàn không phải cùng một người. Trần Thế Hào của ngày xưa, đừng bảo là dám hét lên trước mặt bà như vậy, thậm chí chỉ lớn giọng một xíu, e rằng đã phải cúi mình xin lỗi Tôn Liên. Trần Thế Hào lúc này lại không có cảm nhận gì, ông chỉ cảm thấy ngọn lửa giận trong lồng ngực đang hừng hực cháy, như thể sẽ thiêu đốt toàn bộ cơ thể thành cho bụi. Tôn Liên, là Tôn Liên, chính người phụ nữ này năm đó đã để ông ấy ngày đêm thương nhớ, khiến ông không tiếc mọi thứ mà cắt đứt quan hệ với Trần gia. Bây giờ sống sờ sờ đứng trước mặt ông, mười mấy năm nay, cả ngày lẫn đêm, Trần Thế Hào đã từng tưởng tượng, mơ mộng về tình cảnh hai người gặp lại. Cho dù sau đó ông đã lập gia đình, có con gái Trần Hân, nhiều lúc vẫn vô thức nhớ đến Tôn Liên. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Tôn Liên đứng trước mặt, rưng rưng nước mắt, muốn giải thích mọi chuyện, Trần Thế Hào phát hiện bản thân ông căn bản không muốn nghe lời giải thích vô dụng này. Bây giờ mới đến giải thích. Mười mấy năm trước đã làm gì? Mười ba năm trước, bà đã làm gì? Bây giờ mới nhớ đến giải thích. Trần Thế Hào nhếch khóe miệng, gương mặt có vẻ hơi dữ tợn, cực kỳ giống một con mãnh thú đang nổi giận. Con mãnh thú này hết sức nguy hiểm, hơi lơ là thì sẽ bộc phát thú tính mạnh mẽ, chuyện gì cũng có thể làm. Tôn Liên, 13 năm trước, chúng ta đã là người qua đường, người xa lạ, giải thích. Tôi không cần, cũng không muốn, bà từ đầu đến thì hãy về đó đi, kiếp này chúng ta cũng không cần thiết phải gặp lại. Trần Thế Hào cố kìm nén sự tức giận, sau khi khế quát lên một tiếng, liền đi thẳng ra khỏi cửa. Ông ấy không muốn xem Tôn Liên có phản ứng gì, cũng không quan tâm Tôn Liên phản ứng thế nào, dù sao, cũng không liên quan đến ông. 13 năm, đời người có mấy cái 13 năm. 13 năm trước, khi Tôn Liên rời bỏ Trần Thế Hào cũng biết, đời này ông và Tôn Liên đã là người xa lạ, cho dù gặp nhau, cũng sẽ không có bất kỳ mối liên quan nào. Nhìn bóng dáng Trần Thế Hào khuất sau cánh cửa, Tôn Liên sững sờ đờ đẫn ngồi trên ghế sofa. Bà ấy hoàn toàn không ngờ mọi chuyện sẽ ra nông nổi này. Đây căn bản không phải dự tính ban đầu của bà.
Bà tới đây là muốn trò chuyện với Trần Thế Hào, muốn giải thích một vài chuyện, để quan hệ hai bên không lạnh lùng như vậy nữa, thậm chí, Tôn Liên còn muốn xây dựng lại mối quan hệ tốt đẹp trước kia với Trần Thế Hào. Dẫu sao, tình cảm giữa hai người họ 13 năm trước, quả thật rất sâu đậm. Cho dù 13 năm trôi qua, trong lòng Tôn Liên vẫn còn nhớ như in bóng dáng của Trần Thế Hào. Cho nên, nhiều năm như vậy, bà ấy vẫn chưa kết hôn, thậm chí, ngay cả một người bạn trai cũng không có. Nhưng khi Trần Thế Hào lớn giọng gào thét, phớt lờ bà, đi thẳng ra ngoài, tia hy vọng yếu ớt trong đáy lòng Tôn Liên, hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí bà còn mơ hồ không hiểu rõ, rốt cuộc mình đã trêu chọc ai mà bây giờ phải chịu đựng sự dày vò dằn vặt như vậy. Thế Hào, trong miệng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, ánh mắt Tôn Liên đờ đẫn, cứ như vậy ngồi sững sờ trên ghế sofa. Không biết bao lâu sau, cũng không biết từ lúc nào, Chu Dương và Chu Thiểu Hoa đứng ở trước cửa phòng, nhìn Tôn Liên hồn bay phách lạc ngồi ở đó. Chu Thiểu Hoa sắc mặt u ám, hiển nhiên nội tâm đang áy náy. Nhưng lúc này, ông ấy cũng không thể khuyên nhủ gì. Dẫu sao, duyên phận của ông ấy và Tôn Liên, 13 năm trước sớm đã cắt đứt. Bây giờ chỉ còn quan hệ giao lưu bình thường, có lẽ cũng không được xem là bạn bè. Dẫu sao, trên đời này, làm gì có người bạn nào ở chung một thành phố mà suốt cả 13 năm không gặp mặt chứ? Chu Dương kinh ngạc, thậm chí hơi khiếp sợ. Chuyện giữa Trần Thế Hào và Tôn Liên chuyện, Chu Thiểu Hoa đã kể với anh. Mà Chu Dương cũng coi là tương đối hiểu cặn kẽ. Mặc dù tình cảm giữa hai người xuất hiện một vài vấn đề, nhưng dẫu sao cũng đã 13 năm trôi qua, Chu Dương tưởng rằng hai bọn họ đã buông bỏ. Hôm nay Tôn Liên đến tìm Trần Thế Hào, chẳng qua chỉ là ôn lại chuyện cũ thôi. Nhưng anh không ngờ, chuyện này lại phát triển đến nước này. Trong phòng không có nhiều dấu vết hỗn loạn, chỉ là vị trí Tôn Liên sững sờ ngồi trên ghế sofa hơi xê dịch, bàn trà nhỏ bên cạnh bị xô ngã xuống đất. Cửa phòng mở toang và không thấy bóng dáng của Trần Thế Hào đâu nữa. Trần Thế Hào đã bỏ mặc một mình Tôn Liên ở trong phòng, chẳng thèm ngó ngàng tới, bỏ chạy rồi sao? Chu Dương thầm trách móc, một người đàn ông như Trần Thế Hào, vậy mà lại làm như vậy, đúng là rất không phù hợp với hình tượng của ông ấy. Nhưng không biết ở trong phòng, Trần Thế Hào và Tôn Liên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Dương cũng không thể trực tiếp đưa ra phán đoán. Tôn Tổng, bà đây. Chu Dương bất lực bước vào phòng, lật bàn trà nhỏ lên ngay ngắn, quan sát Tôn Liên. Sau khi xác nhận bà ấy không bị tổn hại gì, mới cất giọng nói. Anh muốn dò hỏi, nếu không có việc gì hệ trọng, tốt nhất vẫn nên đưa Tôn Liên về. Suy cho cùng, một người phụ nữ lại còn là người phụ trách của quỹ đầu tư thời thượng, hồn bay phách lạc tinh thần sa sút ngồi đợi trong khách sạn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Chu Dương, cậu là Chu Dương, thể hào ông ấy. Tôn Liên phản ứng lại, chỉ là biểu cảm vẫn vô hồn như cũ. Bà ấy chật vật liếc nhìn Chu Dương, nhỏ giọng nói. Nhưng lúc nhắc đến Trần Thế Hào, bà lại nghẹn ngào, vùi đầu xuống đau khổ. Chương 387. Lần này, Chu Dương thật sự hơi hỗn loạn. Rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì mà khiến Tôn Liên trở nên như vậy? Hơn nữa, nhìn bộ dạng này thì rõ ràng Tôn Liên đã chịu tổn thương sâu sắc trong lòng. Chết tiệt, Chu Dương thầm chửi trong lòng, đống rắc rối của Trần Thế Hào lại phải đến tay anh thu dọn. Chỉ là anh không biết rốt cuộc trong lòng Trần Thế Hào nghĩ gì. Cho nên cũng không biết quyết định nên làm thế nào. Tôn Tổng, bà ở đây cũng không thành vấn đề, bà có muốn tôi kêu người đưa bà về không? Hay là ở lại đây nghỉ ngơi một đêm? Trần Tổng hiện giờ không ở đây, đợi đến lúc ông ấy quay lại thì bà nói từ từ nói chuyện với ông ấy là được. Chu Dương chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi. Lúc này anh cũng không bảo đảm điều gì. Cũng không thể vỗ ngực đảm bảo nói bà cứ yên tâm, tôi cam đoan sẽ khiến Trần Thế Hào thành thật chân thành đến đây để hòa giải với bà. Nếu như vậy nói không chừng sẽ có nguy cơ Trần Thế Hào sẽ trở mặt với Chu Dương. Dù sao việc Trần Thế Hào giúp Chu Dương làm việc là chuyện riêng giữa ông ấy và anh. Nói cho cùng Chu Dương bây giờ vẫn chưa đủ tư cách để có thể chỉ tay năm ngón sai bảo người như Trần Thế Hào. Anh Dương, bố em làm sao thế? Chu Dương vừa dứt lời, Tôn Liên còn chưa có phản ứng gì thì đúng lúc này một giọng nói sốt ruột lo lắng vang lên. Lập tức Chu Dương quay lại nhìn Trần Hân đang vô cùng hoang mang vội vàng chạy đến. Nhìn quanh căn phòng một lượt không thấy Trần Thế Hào đâu thì lại càng hoảng hốt hơn. Anh Dương, bố em đâu? Vừa nãy em nghe nói bố em rất tức giận bỏ ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Hân vừa ra ngoài về, đã nghe nhân viên khách sạn ở dưới lầu nói Trần Thế Hào nổi giận đùng đùng bỏ đi, khiến Trần Hân vô cùng lo lắng, còn đang không biết xảy ra chuyện lớn gì. Đến khi cô ấy chạy lên không nhìn thấy Trần Thế Hào đâu thì thật sự đã hoàn toàn hoảng loạn.
Người thân thiết nhất với cô ấy trên đời này chính là Trần Thế Hào. Nếu như Trần Thế Hào xảy ra chuyện gì, Trần Hân cũng sẽ thấy như cả bầu trời đã sụp xuống. Mặc dù Chu Dương đã trấn an cô nhưng căn bản không thể khiến cô ấy ngừng kích động. Sự xuất hiện của Trần Hân khiến vài người sững sờ một lát. Chu Thiều Hoa và Chu Dương đều không ngờ Trần Hân lại xuất hiện ngay đúng lúc này, còn đang không biết phải giải thích với cô ấy thế nào. Chẳng lẽ lại nói là bố cô ấy vừa cãi nhau một trận với người tình cũ cách đây 13 năm sau đó tức giận chạy ra ngoài rồi sao? Không thể được, Trần Hân, em yên tâm, bố em không sao đâu, có chút chuyện nhỏ thôi, đợi bố em về rồi ông ấy sẽ nói chuyện với em nhé. Chu Dương cũng không biết phải giải thích với cô thế nào nên đành nói như vậy. Nhưng chính vì thế mà Trần Hân lại càng hoảng loạn hơn. Ngay cả đến anh Dương còn nói như vậy thì lẽ nào bố cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ đến đây, Trần Hân không cầm được nước mắt, ào ào tuôn ra. Cháu là con gái của Thế Hào. Đúng lúc này thì Tôn Liên như đang mất hồn lại đột ngột lên tiếng. Bà ấy đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Trần Hân, nhìn cô gái nước mắt sắp thành sông, vẻ mặt ân cần như một người mẹ. Giọng nói của Tôn Liên vốn đã dễ nghe, mặc dù ban nãy có khóc một lúc lâu, nhưng khi nói chuyện với Trần Hân giọng điệu vẫn vô cùng dịu dàng, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái. Vâng, dì là ai? Trần Hân hơi sững lại, cô ấy không biết Tôn Liên, cũng không biết Tôn Liên là ai. Nhưng lúc này Chu Dương và Chu Thiều Hoa đều không có phản ứng gì, vậy thì đúng là Tôn Liên đang nói chuyện với mình rồi, có vẻ như bà ấy biết chuyện gì đã xảy ra với Trần Thế Hào. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Trần Hân nhìn Tôn Liên trở nên trông chờ hơn, thấp thoáng như có ánh sáng phát lên. Dì quen bố của cháu sao? Dì có biết đã xảy ra chuyện gì không? Bố cháu sẽ không có chuyện gì chứ ạ? 4/8 Trần Hân giống như một đứa trẻ bị đuối nước nắm được cái cọc cuối cùng, cô siết chặt lấy cánh tay của Tôn Liên, không ngừng truy hỏi. Tôn Liên nhìn Trần Hân, vẻ mặt dịu dàng, đưa tay lên vuốt ve nhẹ nhẹ khuôn mặt của Trần Hân, động tác vô cùng mềm mại. Đúng thế, dì có quen bố cháu, là bạn cũ của bố cháu mười mấy năm trước, bố cháu ra ngoài có chút việc thôi, ngày mai sẽ về, cháu yên tâm nhé. Tôn Liên nhẹ nhàng nói, chậm rãi ôm Trần Hân vào lòng, giống như một người mẹ đang ôm con gái. Ngay đến cả động tác cũng vô cùng dịu dàng. Chu Dương và Chu Thiều Hoa nhìn nhau, không biết phải làm sao. Không ngờ Tôn Liên vừa nãy vẫn còn hồn bay phách lạc, mà sau khi nhìn thấy Trần Hân lại thay đổi như vậy. Chu Dương thầm trách móc, lẽ nào đây là bản năng của người làm mẹ trỗi dậy sao? Không phải chứ, Tôn Liên dù gì cũng gần 40 tuổi rồi, lẽ nào bà ấy vẫn chưa kết hôn, không có con cái sao? Những chuyện này, Chu Dương cũng không biết, Chu Thiều Hoa cũng không nói cho anh. Cho nên anh chỉ có thể suy đoán. Chu Dương muốn Tôn Liên ở một phòng khác nghỉ ngơi một chút, dù sao bộ dạng ban nãy của bà ấy cũng khiến người khác lo lắng. Về phía Trần Hân thì sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu như ngày mai Trần Thế Hào vẫn chưa về thì không biết giữa Tôn Liên và Trần Hân sẽ xảy ra chuyện gì nữa, Chu Dương đau đầu suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Dương vẫn quyết định không làm phiền bọn họ, để bọn họ ở với nhau một chỗ. Chu Dương ra hiệu với Chu Thiều Hoa rồi đi ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chú Chu, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không phải chủ nói bọn họ là mối quan hệ người yêu cũ cách đây mười mấy năm sao? Sau khi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Chu Dương cạn lời, ánh mắt nhìn Chu Thiều Hoa có chút nghi hoặc. Theo những gì Chu Thiều Hoa nói, nếu là người yêu cũ cách đây mười mấy năm thì sao có thể hôm nay vừa gặp mặt đã biến thành như vậy? Không phải nên anh em, lưu luyến biện diện tâm sự với nhau sao? Vậy mà bây giờ xem ra giữa hai người họ không hề vui vẻ, thậm chí còn có khả năng động tay động chân với nhau nữa. Nếu không thì Tôn Liên sao có thể ngồi co ro trên ghế sofa như thế, hơn nữa bàn trà bên cạnh còn bị hất đổ xuống đất. Chu Thiều Hoa đáp lại Chu Dương một cái nhìn tỏ ý cũng không biết, nhún vai không nói gì. Trên thực tế, Chu Thiều Hoa cũng không rõ, suy nghĩ của ông ấy và Chu Dương cũng giống nhau, hai người yêu nhau gặp lại sau mười mấy năm xa cách. Không đến mức tình nồng ý đượm thì cũng tuyệt đối nên nhẹ nhàng thoải mái nói chuyện với nhau chứ. Vậy mà thực tế dường như hai người này lại hoàn toàn không giống thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Dương không hiểu nổi, Chu Thiều Hoa cũng nghĩ không ra. Thực tế, cả hai người đều là những người không có kinh nghiệm trong chuyện này. Chu Thiều Hoa đã hơn 40 tuổi xong vẫn độc thân, đối với chuyện quan hệ yêu đương căn bản không có kinh nghiệm gì, rất nhiều chuyện bản thân đều tùy tiện cho rằng hiển nhiên là như thế. Còn Chu Dương mặc dù đã kết hôn, nhưng lại ở rể, thậm chí ban đầu Tạ Linh Ngọc cũng không phải thật lòng muốn kết hôn với anh. Đối với chuyện yêu đương Chu Dương cũng giống Chu Thiều Hoa, không có hiểu biết sâu sắc. Hai người ai về phòng đó,
cũng không lo lắng giữa Trần Hân và Tôn Liên sẽ xảy ra vấn đề gì. Còn lúc này trong phòng, Tôn Liên ôm Trần Hân, nhẹ nhàng an ủi khiến tinh thần cũng đã bình tĩnh lại. Chu Dương trở về phòng của mình, đương nhiên là một đêm không nói chuyện. Nhưng thực tế anh không hề bình tĩnh mà đang âm thầm suy nghĩ về những thứ mà anh không biết. Chương 388. Giang gia, ở đại sảnh, lần này không có Dư gia, Đỗ gia và Đường gia. Chỉ có Giang Phàm Lưu, gia chủ của Giang gia và ba người con trai của ông ta, xếp theo thứ tự là Giang Hành Phương, Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng. Cả ba đứng sang một bên, cúi đầu chờ lệnh của bố mình. Những gia tộc nhỏ không có đầu óc đó có cử người đến sám hối không? Giọng nói của Giang Phàm Lưu lạnh lùng, khiến người khác rùng mình. Lúc này đã là đêm khuya, mặc dù Giang gia đã sáng đèn rực rỡ, nhưng cả hai người Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng vẫn cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Giang Hành Phương đứng yên, không có bất kỳ phản ứng nào. Không có, không chỉ không có bất cứ ý hối lỗi nào, thậm chí còn không ngừng tuyên dương bản thân mình ở bên ngoài rằng đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Giang gia chúng ta, bôi nhọ Giang gia. Giang Hành Phương bình thản nói, không mảy may cảm thấy lời nói của mình có thể sẽ quyết định không biết bao nhiêu số phận của gia tộc nhỏ ở Trường Sa. Dường như số phận của những người đó không liên quan gì đến ông ta. Bây giờ, trong đầu ông ta đều đang nghĩ đến chuyện liên quan đến Chu Dương. Hừ, thưa bố, những gia tộc nhỏ đó đã theo Trần gia, còn có Định gia, cho rằng có thể chống lại Giang gia chúng ta. Thật không biết sống chết, theo con thì không cần phí lời với bọn họ, trực tiếp ra tay luôn, tốt nhất khiến bọn họ không thể sống ở Trường Sa. Giang Hành Nguyên lạnh lùng nói, giọng điệu hung dữ, ông ta cũng căm hận những gia tộc đó. Bữa tiệc trước đó của Giang gia là do ông ta tự mình tổ chức. Mục đích kén rể cho Giang Yến để tăng cường sức mạnh của Giang gia, củng cố sức mạnh của bản thân ông ta. May ra trong cuộc cạnh tranh cho vị trí gia chủ Giang gia, có thêm một phần khả năng thành công. Nhưng mọi thứ không diễn ra như vậy. Đầu tiên là Chu Dương gây rối loạn bữa tiệc, nghênh ngang bỏ đi, bọn họ không có cách nào ngăn chặn. Sau đó, một số gia tộc nhỏ do Trần gia và Đinh gia đứng đầu đã ngang nhiên phản đối, chống lại Giang gia. Đây đã là chuyện xem thường Giang gia. Bọn họ không muốn bị Giang gia kiểm soát, vậy thì Giang gia có thể khiến bọn họ không thể sống ở Trường Sa. Thế nhưng, những chuyện này chỉ là thứ yếu. Giang Hành Nguyên tuyệt đối không ngờ tới, tối hôm đó Giang Yến đột ngột rời khỏi trang viên Giang gia, vậy mà lại đi cùng Chu Dương. Ông ta đã ra lệnh bịt miệng, đám người bảo vệ đó không ai dám nói sằng bậy. Nếu không, một khi bị thế giới bên ngoài biết được, Giang Hành Nguyên sẽ trở thành một trò đùa. Ha ha, anh cả, anh hai, đừng căng thẳng như vậy. Những gia tộc nhỏ đó hoàn toàn không thể gây ra biến cố gì. Chuyện chúng ta phải suy nghĩ bây giờ là làm thế nào để giải quyết đám người Chu Dương đó, mối đe dọa của bọn họ lớn hơn nhiều so với những gia tộc nhỏ đó. Giang Hành Quảng nhìn phản ứng của anh cả và anh hai, trong lòng cười khẩy. Trong số ba anh em, thế lực của Giang Hành Quảng là yếu nhất. Ông ta ít có cơ hội thể hiện năng lực của mình trước mặt mọi người. Điều này khiến ông ta không cam tâm. Bây giờ anh cả đã mất tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ. Anh hai liên tiếp làm hỏng nhiều việc, ông ta đã bắt đầu suy nghĩ khi nào mình có thể ngẫu nhiên thể hiện tài năng. Chú ba, chú không cần nói lời châm chọc, ai không biết mối đe dọa của Chu Dương lớn, nhưng chú có cách đối phó với cậu ta không? Giang Hành Nguyên vừa nghe thấy liền không mấy vui vẻ, ông ta nói muốn chỉnh đốn những gia tộc nhỏ đó trước, chú ba lại nói muốn đối phó với Chu Dương. Nhưng ai mà không biết? Chu Dương chắc chắn không phải là người dễ đối phó. Nếu không ông ta cũng sẽ không chịu thiệt mấy lần trong tay của Chu Dương. Bây giờ chú ba vừa khéo đưa ra điều này, rõ ràng trong lòng có ý xấu. Ha ha, anh hai, lời nói này của là anh không đúng rồi. Chu Dương không dễ đối phó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách. Lẽ nào anh chịu thiệt mấy lần trong tay cậu ta nên đã sợ rồi sao? Giang Hành Quảng chế nhạo, dù sao chỉ là lời chế nhạo. Ông ta cũng không ngại nói thêm vài câu nữa, tận lực chọc tức anh hai. Hành Quảng, con có cách à? Giang Hành Nguyên còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Giang Phàm Lưu trực tiếp cắt ngang. Giang Phàm Lưu ngồi trên ghế chủ nhà, nhìn Giang Hành Quảng, lạnh nhạt nói. Mặc dù nghe có vẻ như là giọng điệu hỏi dò, nhưng ba anh em biết rằng bố mình đang nghiêm túc. Trong phút chốc, ánh mắt của Giang Hành Phương và Giang Hành Nguyên cũng nhìn vào Giang Hành Quảng. Bỗng chốc, Giang Hành Quảng sững sờ. Sao chuyện này đã trở thành như vậy? Ông ta chỉ tùy tiện nói thôi, Chu Dương rất khó đối phó, không phải mọi người đã công nhận rồi sao? Thế nhưng tại sao bố không làm theo quy tắc mà lại trực tiếp hỏi dò mình? Ông ta làm gì có cách đối phó với Chu Dương?
nhìn thấy Giang Hành Quảng úp úp mở mở không nói nên lời, Giang Hành Phương thu hồi ánh mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, đầy mỉa mai. Ha ha, chú ba, tại sao vừa nãy nói chuyện khí phách như thế, bây giờ úp mở không nói nên lời. Không phải chú nói Chu Dương dễ đối phó sao? Sao bây giờ hỏi, chú lại không nói được chứ? Lẽ nào chú không muốn đối phó Chu Dương? Nhưng Giang Hành Nguyên lại không bằng lòng buông tha cho chú ba. Trước mắt, Giang Hành Quảng là mối đe dọa lớn nhất của Giang Hành Nguyên tại Giang gia. Hiếm khi bắt được chỗ sai của chú ba, còn không ra sức chê bày thì còn đợi đến khi nào? Ngay sau đó, đủ loại lời nói khó nghe phát ra từ miệng của Giang Hành Nguyên. Chuyện này khiến sắc mặt Giang Hành Quảng vô cùng khó coi. Ông ta nhìn anh cả, phát hiện vẻ mặt của Giang Hành Phương không thay đổi, cũng không nhìn ông ta, thì biết rằng anh cả hoàn toàn sẽ không giúp đỡ ông ta. Giang Hành Quảng nhìn bố mình, nhưng lại phát hiện ánh mắt của bố trong phút chốc cũng trở nên rất lạnh lùng. Ngay lập tức, từ sau lưng của Giang Hành Quảng nổi lên một luồng khí lạnh lẽo thấu xương. Đây là phát ngôn bừa bãi trước mặt bố. Theo chuyện nhỏ mà nói, thì đây chỉ là lời nói không đáng tin cậy, không có căn cứ. Nghĩ theo chuyện lớn mà nói, đây là lừa dối bố mình, chính là một tội lớn. Thưa bố, con vừa nãy có hơi hồ đồ, nói những gì lời không nên nói. Chúng ta bây giờ xác thực nên tập trung vào những gia tộc nhỏ đó. Cuối cùng, Giang Hành Quảng vẫn thừa nhận bản thân sợ hãi. Ông ta bây giờ thế lực yếu kém, không dám chống lại bố mình. Hành Phương thấy thế nào? Giang Phàm Lưu thu hồi ánh mắt khỏi người Giang Hành Quảng, lần nữa nhìn vào Giang Hành Phương, khế hỏi. Giang Phàm Lưu vẫn biết năng lực của đứa con cả mạnh hơn nhiều so với đứa con thứ hai và đứa con thứ ba. Rất đơn giản, những gia tộc nhỏ đó do Trần Gia và Đinh Gia đứng đầu, vậy thì chúng ta sẽ đối phó với những gia tộc nhỏ đó trước. Con nhớ rằng Triệu Gia và Lưu Gia yếu hơn một chút, có thể đối phó với bọn họ trước. Giang Hành Phương thản nhiên nói, chỉ một câu là đã quyết định số phận của Triệu Gia và Lưu Gia. Được, con đi làm chuyện này. Những gia tộc nhỏ này đã dám làm như vậy, nhất định có chỗ dựa sau lưng. Có khả năng Trương Gia cản trở từ bên trong, con phải cẩn thận, có chuyện gì nhất định phải báo cáo cho ta. Giang Phàm Lưu trầm giọng nói, giọng điệu rất uy nghiêm, không cho phép bác bỏ. Giang Gia là một trong năm gia tộc lớn ở tỉnh Tương Tây, đứng ở tỉnh Tương Tây trong mấy chục năm, uy nghiêm không cho phép bị xâm phạm. Những gia tộc nhỏ đó dám xâm phạm đến sự uy nghiêm của Giang Gia. Vậy thì phải sẵn sàng chuẩn bị nhận lấy sự giận dữ của Giang Gia. Đúng rồi, ta nhớ Triệu Gia và Lưu Gia có qua lại thân thiết với quỹ đầu tư Cốc Chính phải không? Đột nhiên, Giang Phàm Lưu giống như nhớ ra gì đó, khẽ hỏi. Dạ, Hoàng Tam Lập, người phụ trách của quỹ đầu tư Cốc Chính là bạn lâu năm với gia chủ của Triệu Gia và Lưu Gia. Nhiều sản nghiệp của hai gia tộc này đều có sự hỗ trợ của quỹ đầu tư Cốc Chính. Giang Hành Phương hờ hững nói, dường như hiểu biết thấu đáo về những chuyện này. Ta nhớ sau lưng quỹ đầu tư Cốc Chính dựa vào là thế lực ở thủ đô. Giang Phàm Lưu do dự, rõ ràng đang suy nghĩ làm sao đối mặt với quỹ đầu tư Cốc Chính. Trần Gia ở thủ đô, nhưng theo con biết, Trần Gia đã chuẩn bị vứt bỏ quỹ đầu tư Cốc Chính. Không cần lo lắng về chuyện này, con có chừng mực, vậy thì tốt, đã như vậy, con cứ mạnh tay đi làm đi. Để người khác nhìn thấy sự uy nghiêm của Giang Gia ta không phải ai cũng có thể xâm phạm được. Chương 389. Không ai biết tối nay Giang Gia sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Đã gần nửa tháng kể từ khi bữa tiệc của Giang Gia xảy ra trò hề kia. Nửa tháng này, bên Giang Gia đều không có động tĩnh gì như thể đã quên đi hết mọi việc xảy ra vào đêm hôm đó. Những người khác tựa như cũng sắp quên đi. Chỉ là đôi lúc sau khi uống dăm ba chén rượu người ta đưa ra tán ngẫu như một câu chuyện cười thôi. Lúc này, Hoàng Tam Lập đang tiếp đãi hai vị khách tại chi nhánh công ty quỹ đầu tư Cốc Chính tỉnh Tương Tây. Gia chủ Triệu Gia, Triệu Quế Cát, gia chủ Lưu Gia, Lưu Phong. Tuy rằng bọn họ cho rằng Giang Gia sẽ không ra tay với mình, nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra bọn họ cũng phải làm đầy đủ các công tác chuẩn bị. Đã nửa tháng trôi qua mà Giang Gia vẫn chưa có động tĩnh gì, mọi người sớm đã mặc kệ. Thậm chí, cả ba người đều cho rằng Giang Gia căn bản không thể mạo hiểm lớn đến mức trực tiếp ra tay với nhiều gia tộc nhỏ như thế được. Phải biết rằng những gia tộc nhỏ đã phản đối Giang Gia trong bữa tiệc hôm đó, chỉ nói đến gia tộc có quy mô nhất định đã có Trần Gia, Đinh Gia, Triệu Gia và Lưu Gia. Mà sau lưng bọn họ có rất nhiều gia tộc nhỏ ủng hộ. Có thể nói, nếu bọn họ đoàn kết với nhau, cho dù là Giang Gia cũng không dám manh động. Chỉ là sau cuộc tranh luận hôm qua tại Trần Gia, bị Chu Dương nói như vậy có mấy người không được vui lắm, trực tiếp rời đi. Nhưng sau khi nghĩ lại những việc đã qua, cũng hơi lo lắng.
cho nên Triệu Quế Cát và Lưu Phong mới đến quỹ đầu tư Cốc Chính tìm Hoàng Tam Lập để thảo luận. Dù sao thì sau lưng bọn họ còn có sự ủng hộ của quỹ đầu tư Cốc Chính nên mới có thể nắm chắc mọi việc hơn. Hoàng Tổng, sau khi tôi trở về, trong lòng có chút không yên. Triệu Quế Cát cười gượng gạo. Hôm qua xung động với Hoàng Tam Lập rời khỏi Trần gia, sau khi về đến nhà nghĩ lại, thấy rằng cho dù có như Chu Dương nói thật thì mình cũng không có tổn thất gì. Ngược lại, nếu không có chuẩn bị gì mà Giang gia lại ra tay với bọn họ thật thì Triệu gia sẽ chịu tổn thất rất nặng nề. Cho nên từ sáng sớm, ông ta không chờ được nữa vội vã đến quỹ đầu tư Cốc Chính tìm Hoàng Tam Lập nói rõ ngọn ngành. Ai mà biết được lúc mà ông ta đến quỹ đầu tư Cốc Chính thì gia chủ Lưu gia Lưu Phong đã chờ đấy từ sớm. Hai ông già đưa mắt nhìn nhau, thần sắc có chút khó coi. Thế nhưng sau khi hai bên thảo luận một chút thì phát hiện ra cả hai bên đang lo lắng cùng một vấn đề, vì vậy cùng nhau liên thủ đi tìm Hoàng Tam Lập. Triệu Quế Cát và Lưu Phong đều là hai ông già đã đi qua nửa đời người, mà Hoàng Tam Lập lại chỉ là một thanh niên mới qua tuổi 30. Theo lý mà nói, Hoàng Tam Lập phải khách khí với Triệu Quế Cát và Lưu Phong mới phải. Nhưng trên thực tế, Hoàng Tam Lập lại đứng ở trên nhìn xuống, còn Triệu Quế Cát và Lưu Phong khi đối diện với Hoàng Tam Lập lại có chút cung kính. Tôi cũng thế, Hoàng Tổng, nếu như Giang gia thực sự tìm chúng ta tính sổ thì chúng ta nên làm gì đây? Trên mặt Lưu Phong đầy vẻ lo lắng, lộ rõ từng đường nếp nhăn trên trán nhìn như bị già thêm mấy tuổi. Ha ha, nhìn hai người lo lắng kìa, yên tâm đi, Giang gia tuyệt đối sẽ không làm gì chúng ta đâu. Hai người phải biết rằng hai người không chỉ đại biểu cho chính mình, mà còn có nhiều gia tộc nhỏ nữa, chỉ cần đoàn kết lại thì cho dù là Giang gia cũng có thể chống chọi được. Hơn nữa, không phải còn có tôi hay sao? Quỹ đầu tư Cốc Chính còn ở đây, Giang gia không dám làm gì quá đáng đâu. Hoàng Tam Lập nhìn hai người đó, sắc mặt lộ chút khinh thường, hờ hững cười nói. Nói thật, nỗi lo lắng của Triệu Quế Cát và Lưu Phong, Hoàng Tam Lập căn bản chẳng hề sợ hãi. Chưa nói sức ảnh hưởng của Triệu gia và Lưu gia ở Trường Sa, mà chỉ các gia tộc nhỏ ở sau lưng bọn họ đã là thế lực không thể xem nhẹ. Mà bọn họ muốn đoàn kết lại với nhau, cho dù Giang gia muốn ra tay cũng là chuyện phải suy đi tính lại. Huống hồ, quỹ đầu tư Cốc Chính còn ở đây, Triệu gia và Lưu gia có quỹ đầu tư nâng đỡ, việc này ở Trường Sa cũng không phải là bí mật gì, Giang gia nhất định cũng biết. Mà Hoàng Tam Lập tuyệt đối tự tin vào quỹ đầu tư Cốc Chính, cho dù Giang gia gan lớn đến đâu cũng không thể làm ra chuyện gì quá giới hạn với quỹ đầu tư Cốc Chính. Nếu không Trần gia đứng sau quỹ đầu tư Cốc Chính ở thủ đô cũng sẽ không để yên. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó nếu Giang gia thực sự ra tay thì mong Hoàng Tổng giúp đỡ thêm. Triệu Quế Cát và Lưu Phong nghe xong, trong lòng cũng yên tâm hơn. Chỉ là sâu trong lòng vẫn có một chút thấp thỏm, có Hoàng Tam Lâm đảm bảo, tâm trạng của Lưu Phong và Triệu Quế Cát cũng được xoa dịu chút ít, ba người nói chuyện vui vẻ. Tinh tinh tinh, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, ba người nhất thời sửng sốt. Triệu Quế Cát hơi giật mình, cầm điện thoại ra. Ánh sáng hiển thị trên điện thoại cùng với chuông âm thanh chói tai kia không hiểu sao đột nhiên khiến ông ta lo lắng không yên. Nghe máy đi lão Triệu, không phải ở nhà có chuyện gì đấy chứ? Lưu Phong sửng sốt một lúc rồi trầm giọng nói. Nhưng Triệu Quế Cát và Hoàng Tam Lập đều không phát hiện ra hai tay Lưu Phong đã nắm chặt lại thành quyền đến nỗi nhợt nhạt. Thân sắc Triệu Quế Cát hoảng loạn, trong lòng ông ta càng lúc càng không yên. Sáng nay lúc ra ngoài, ông ta đã đặc biệt dặn dò nếu không có chuyện gì thì đừng gọi điện cho ông ta. Nhưng bây giờ mới đi chưa được bao lâu, ông ta đến quỹ đầu tư Cốc Chính cũng chưa đầy một tiếng đồng hồ đã gọi điện thoại đến rồi. Alo, Triệu Quế Cát nhận điện thoại, giọng điệu run rẩy. Trong lòng ông không ngừng hy vọng, không muốn nghe được thông tin không tốt. Bố, không hay rồi, Giang gia ra tay với chúng ta. Nhưng thông thường sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Cái thời khắc nghe được giọng nói người con trai trưởng vang lên trong điện thoại ấy, thân hình Triệu Quế Cát bỗng chao đảo. Nếu không phải đang ngồi trên ghế bành thì ông ta chắc đã không còn chút sức lực gì mà trực tiếp nhoài xuống đất. Nhìn thấy bộ dạng này của Triệu Quế Cát, sắc mặt Lưu Phong bỗng nhiên tái nhợt. Đến rồi, Giang gia ra tay rồi. Lưu Phong hiểu Triệu Quế Cát, bây giờ chỉ động tĩnh của Giang gia mới có thể khiến ông ta như thế, còn lại những chuyện khác đều không thể lay động nổi ông ta. Nhưng sao Giang gia lại dám chứ? Hoàng Tam Lập cũng kinh ngạc, ngồi nghiêm chỉnh lại, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn. Sao thế, nói rõ ràng đi. Tuy rằng trong lòng Triệu Quế Cát kinh hãi, phẫn nộ nhưng ông ta biết vào lúc này, bản thân là một gia chủ thì không được hoảng loạn, nhất định phải giữ bình tĩnh, phải cho mọi người trong gia tộc lòng tin. Chỉ có như thế thì khi đối diện với Giang gia bọn họ mới không đến mức bị tan rã trong chốc lát mà không có đường quay đầu.
Bố, toàn bộ mấy cửa tiệm của chúng ta ở Trường Sa đều bị kiểm tra ra mấy vấn đề, hơn nữa có mấy cửa tiệm đang thuê đều bị chủ nhà báo dừng lại. Không chỉ như thế, mấy công ty hợp tác tương đối tốt với chúng ta đột nhiên gửi công văn thông báo hủy hợp đồng với chúng ta. Nghe đến đây, thần sắc Triệu Quế Cát trở nên nhợt nhạt, bàn tay đang nắm điện thoại không ngừng run rẩy, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất, lời nói còn lại đằng sau ông ta đã không nghe được nữa. Bây giờ, trong đầu Triệu Quế Cát đều là câu nói của đứa con trai trưởng. Mà tất cả những thông tin này hội tụ lại, Triệu Quế Cát đã biết rằng Giang gia thật sự ra tay rồi. 8 phần 8 10 giờ 26. Chương 390. Có chuyện gì vậy, lão Triệu, lẽ nào Giang gia thật sự ra tay rồi ư? Lưu Phong vội vàng hỏi, ông ta vẫn hy vọng, ngộ nhỡ không phải chuyện Giang gia ra tay, mà là vấn đề nội bộ của Triệu gia thì sao? Thời khắc này, Lưu Phong chẳng tiếc dùng suy nghĩ ác độc nhất suy đoán xem Triệu gia đang gặp phải chuyện gì. Chỉ cần không phải do Giang gia ra tay, thì dù Triệu gia bây giờ tuyệt vọng, Lưu Phong cũng sẽ chẳng thèm nhíu mày. Triệu tiên sinh, có chuyện gì, cứ nói thẳng, quỹ đầu tư Cốc Chính tuyệt đối sẽ ủng hộ ông. Hoàng Tam Lập lúc này cũng vội vàng bày tỏ Thái Giang gia ra tay rồi, các cửa hàng bị niêm phong, bọn họ còn khiến đại bộ phận đối tác chấm dứt hợp đồng. Triệu Quế Cát giận sôi máu, nội tâm buồn bực, đầu óc hơi hỗn loạn. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, Triệu Quế Cát đang ngồi trên ghế bỗng lùi ra sau, ngã thẳng xuống sàn. Lão Triệu, Triệu tiên sinh, người đâu? Mau gọi cấp cứu. Nhìn thấy Triệu Quế Cát đột ngột ngất đi, Lưu Phong và Hoàng Tam Lập vô cùng choáng váng, vội vã hộ hào gọi cấp cứu. Sau một trận hoảng loạn, Hoàng Tam Lập lập tức sắp xếp người đưa Triệu Quế Cát đến bệnh viện, còn hắn ta và Lưu Phong hai người ở lại văn phòng, sắc mặt vô cùng u ám. Họ không ngờ Giang gia lại thật sự đã ra tay, mà còn hành động nhanh đến thế. Tối qua bọn họ mới ở Trần gia bàn bạc chuyện này, Chu Dương còn nói với bọn họ, Giang gia chuẩn bị ra tay, nhắc nhở bọn họ phải chuẩn bị trước. Khi đó, bọn họ không để tâm lắm, chỉ là không ngờ, tất cả đến nhanh như vậy. Giang gia đã ra tay với Triệu Quế Cát, vậy thì Lưu gia còn được bình an vô sự không? Sắc mặt Lưu Phong lúc này vô cùng khó coi. Ông ta muốn gọi về hỏi thăm tình hình, nhưng lại sợ nhận được tin xấu, bản thân không thể chịu nổi, giống như Triệu Quế Cát, trực tiếp ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Lúc này không ai biết, trong đầu Lưu Phong đang nghĩ gì. Ngộ nhỡ, Giang gia không để tâm đến Lưu gia, quên việc xử lý bọn họ thì sao? Chỉ cần ông ta không gọi hỏi tình hình, cũng không có điện thoại gọi đến, thì Lưu gia vẫn đang yên on. Lưu Phong thấp thỏm không yên, liên tục uống trà làm dịu đi tâm trạng đang căng thẳng. Sắc mặt Hoàng Tam Lập lúc này cũng u ám không kém. Hắn vừa mới bảo đảm, Giang gia sẽ không ra tay, rất nhanh sau đó liền bị vả vào mặt. Hơn nữa, còn nói trong văn phòng của hắn. Cả Triệu Quế Cát và Lưu Phong đều ở đây. Bây giờ Triệu gia xong đời rồi, Triệu Quế Cát chịu không nổi đã hôn mê bất tỉnh. Lúc này, phải đợi xem Lưu gia có xảy ra chuyện gì không. Một phút, 10 phút, nửa giờ trôi qua. Nửa tiếng sau, người được sắp xếp đi cùng Triệu Quế Cát gọi đến, nói Triệu Quế Cát vẫn ổn. Nhưng bây giờ Lưu Phong và Hoàng Tam Lập căn bản không quan tâm Triệu Quế Cát thế nào. Bọn họ chỉ để tâm không biết Lưu gia có hay không xảy ra chuyện hay không. Nửa giờ trôi qua, Lưu Phong không hề nhận được cuộc gọi nào, điều này làm bọn họ không ngừng kích động. Ha ha, Lưu tiên sinh, xem ra Giang gia không ra tay với Lưu gia các ông, tôi đã nói rồi, Giang gia không thể ra tay với tất cả các gia tộc, như vậy sẽ liên quan đến rất nhiều thứ, cứ coi như bọn họ là một trong 5 gia tộc lớn mạnh nhất, cũng không dễ dàng ra tay như vậy. Hoàng Tam Lập yên tâm hơn nhiều, chỗ hắn từ đó đến giờ, chỉ có một tin tức là Triệu gia gặp chuyện. Lưu gia vẫn chưa gọi đến. Chứng tỏ không có chuyện gì. Nếu như vậy, nghĩa là Giang gia chỉ muốn tìm một gia tộc làm điển hình, giết gà dọa khỉ, khiến các gia tộc khác hiểu Giang gia không dễ chọc vào. Có điều, Triệu gia thật bất hạnh khi trở thành con gà bị giết đó. Bây giờ Lưu gia không sao, hai bên có thể liên thủ giúp đỡ Triệu gia. Xem ra Giang gia vẫn còn dè chừng, không dám xích mích với chúng ta, chỉ là thật khổ cho Triệu gia, dù sao thế này cũng tốt, chúng ta vẫn còn có thể giúp đỡ Triệu gia chút ít. Suy cho cùng, Triệu gia cũng vì chúng ta mà gặp tai họa. Lưu Phong không nhận được cuộc gọi nào từ người nhà, tâm trạng thoải mái, vui mừng cười nói, ánh mắt lóe sáng. Giang gia đã ra tay với Triệu gia, vậy kết cục của Triệu gia cũng đã có thể biết trước. Hoặc là hoàn toàn lệ thuộc vào Giang gia, hoặc là bị tất cả vây đánh, không còn gì sót lại. Lưu Phong không biết những người khác ở Triệu gia có dự định gì, chỉ là Lưu gia của ông ta muốn lợi dụng lúc Giang gia vừa tấn công,
các gia tộc khác đều đang hết sức sợ hãi, ông ta sẽ bỏ túi một số gia sản của Triệu gia. Những gì ông ta vừa nói, giúp đỡ một chút cho Triệu gia. Thu dọn sản nghiệp Triệu gia, lo cho bọn họ công việc để tiếp tục sống, đã là sự giúp đỡ quá lớn rồi. Cho dù lão Triệu tỉnh lại, cũng không thể nói gì hơn. Làm như vậy đi. Lưu Phong đã suy nghĩ kỹ lưỡng, phía trước tất cả đã sẵn sàng. Ông ta quyết định về nhà, chuẩn bị tiếp nhận gia sản Triệu gia. Hoàng Tổng, nếu lão Triệu đã không sao, vậy tôi về trước đây. Lưu Phong chậm rãi đứng dậy, vừa chắp tay vừa nói với Hoàng Tam Lập, không giấu nổi nụ cười trên khóe miệng. Hoàng Tam Lập nhìn thấy Lưu Phong vui vẻ như vậy, cũng mơ hồ không hiểu lắm. Nhưng nếu Lưu Phong đã muốn về, thì hắn cũng không tiện ngăn cản. Lưu Phong chào tạm biệt Hoàng Tam Lập, ra khỏi quỹ đầu tư Cốc Chính, nhìn thấy bên ngoài mặt trời đã mọc, ánh sáng chiếu rọi xuống cơ thể ông ta, hết sức ấm áp. Thời khắc này, ông ta đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác thế giới này không ai làm gì được ông ta. Sau bữa tiệc tối hôm đó, những gia tộc đứng lên chống lại Giang gia, đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận phòng bị. Ngay cả Triệu gia cũng đã bị biến thành người chịu tội thay, bị Giang gia coi như một con gà thế mạng, điều này làm chấn động các gia tộc khác. Chỉ có ông ta, Lưu Phong, giờ phút này vẫn có thể nhìn thấy thời cơ cho Lưu gia. Ha ha, thật may quá, vận may đến rồi. Cười một tràng dài, Lưu Phong chậm chậm bước về nhà, bây giờ cũng không vội lắm. Đã hơn một tiếng, người trong nhà vẫn chưa gọi đến, vậy thì rõ ràng Giang gia căn bản chẳng có ý định ra tay với Lưu gia. Nếu đã như vậy, việc gì phải hoảng sợ, khiến bản thân rước thêm phiền muộn chứ. Lưu gia ở Trường Sa cũng được xem như có vị thế, tuy không bằng Trần gia, nhưng cũng không quá kém. Lưu gia ở Trường Sa còn có một trang viên độc lập, khoảng vài trăm mét vuông, quy củ, tuy không quá lớn, nhưng cũng không làm mất mặt. Chỉ là, khi Lưu Phong về đến cổng lớn, cả trang viên yên tĩnh, không một tiếng động. Mấy đứa này, cơ hội tốt như vậy còn không mau nắm bắt, bỏ đi đâu hết cả rồi. Lưu Phong hạ giọng mắng mỏ, bước vào nhà. Nhưng ngay khi bước vào thì lập tức sững sờ đờ dẫn tại chỗ. Loạn, vô cùng loạn, trang viên Lưu gia hết sức hỗn độn, như vừa bị cướp, tất cả mọi thứ bừa bãi, thậm chí Lưu Phong không thể tìm được một chỗ để chân. Ngoài cây hoa trang trí bị đánh đổ, hoa cỏ ngổn ngang, rất nhiều đồ đạc đều bị tháo dỡ, đâu đâu cũng nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn. Là tên nào đã làm? Mau cút ra đây cho ông. Lưu Phong vô cùng phẫn nộ, hai mắt đỏ rực, nếu không phải trước mắt không có ai, thì e rằng ông ta đã trực tiếp đánh người. Lão đại, lão nhị, lão tam. Lưu Phong giận dữ, gầm tên ba đứa con của mình, sao lại có thể làm ra như vậy, lẽ nào là muốn tạo phản sao? Chương 391. Lưu Phong tức giận đùng đùng, sải bước về phía hậu viện. Toàn bộ người nhà họ Lưu, hầu như đều ở hậu viện. Vừa bước đến nơi, những âm thanh ồn ào vang vọng bên tai. Điều này khiến sắc mặt Lưu Phong lập tức trở nên nghiêm nghị. Dầm, một chân đá cánh cửa gỗ, chưa kịp nhìn bên trong có ai, ông ta đã lớn tiếng mắng chửi. Lũ khốn nạn xúc vật các người, ông đây không ở nhà, các người đã biến cái nhà thành bộ dạng này, là muốn tạo phản sao? Không muốn ở đây nữa thì mau biến đi. Lưu Phong quát lớn, sau đó cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Nhưng sao xung quanh lại yên tĩnh thế này? Giờ phút này, Lưu Phong mới nhìn về phía trước, mọi thứ hỗn độn trước mắt. Giây tiếp theo, ông ta sững sờ, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, thân thể run rẩy. Ông Tào, ông đang làm gì vậy? Gầm lên giận dữ, Lưu Phong bước nhanh về phía một ông lão. Người đó chắc bằng tuổi với Lưu Phong, nhìn thấy Lưu Phong bước qua, gương mặt hoảng sợ, phản ứng cũng chậm đi không ít. Ram, Lưu Phong điên tiết, đấm thẳng vào mặt ông Tào, khuôn mặt ngay lập tức hằn tím. Ông Tào không phản ứng lại, bị đấm một quyền cơ thể lảo đảo, hồi lâu sau mới dần dần hồi tỉnh. Lưu Phong tức giận cực điểm, ông ta không ngờ, bản thân chỉ ngồi ở quỹ đầu tư Cốc Chính hơn một giờ, lúc quay về lại gặp cảnh này. Cả Lưu gia hỗn loạn đến mức chịu không nổi, ông ta không dễ dàng gì mới đi đến hậu viện, đá cửa bước vào thì nhìn thấy ông Tào cùng một đám người đang vận chuyển đồ đạc, còn cả một vài chai lọ ra phía ngoài. Một số vật nặng, chuyển đi không nổi, bọn họ trực tiếp đập hỏng, tùy tiện dẫm đạp. Đây đúng là coi trời bằng vung, đang muốn tạo phản. Ông Tào, còn cả các người, có biết mình đang làm gì không, ai cho các người lá gan lớn như vậy? Lưu Phong vô cùng tức giận. Chỉ vào Tào quản gia và đám người kia. Bọn họ ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng cũng có phản ứng. Gia chủ về rồi, làm sao đây, chúng ta đen đủi rồi. Địch, bây giờ chẳng còn Lưu gia nữa, ai có thể thừa nhận ông ta là gia chủ đây, các anh em, nhanh tay lên,
mang tất cả đồ đạc theo, ở đây chịu khổ chịu mắng bao nhiêu năm rồi, lấy nhiều đồ vào, đừng để bản thân bị thiệt. Đúng vậy, ngay cả mấy đứa con của ông ta cũng không cần cái nhà này nữa, vẫn trông chờ chúng tôi hầu hạ ông ta sao? Mơ mộng Hão Huyền, các anh em, mau lên, còn chậm nữa, Giang gia tìm đến cửa, chúng ta đi không nổi đâu. Chú Tào, sao chú còn đứng ngẫn ra đó, mau lấy do gì? Đám người giúp việc lộ rõ vẻ mặt kinh thường, căn bản không xem Lưu Phong ra gì, ai nấy đều vội vàng chuyển đồ từ trong nhà ra ngoài. Quả đúng là khinh thường, bọn họ còn nhổ nước bọt vào Lưu Phong. Ông Tào cũng phản ứng lại, khuôn mặt sau một hồi biến sắc, cuối cùng cũng ra quyết định, ánh mắt căm hận nhìn về Lưu Phong. Lưu tiên sinh, chắc trên người ông sẽ có thứ đổ đáng tiền, ông nên biết thức thời, mau giao ra đây, không thì, đừng trách tôi không khách sáo. Ông Tào chậm rãi bước về phía Lưu Phong, ông ta không giống những người đi lấy đồ từ trong phòng. Những thứ đó, hầu như đều là vật trang trí, chỉ đáng giá vài nghìn, giỏi lắm cũng chỉ vài chục nghìn tệ. Nhưng bây giờ đứng trước ông ta là Lưu Phong, chủ nhân của Lưu gia, trên người chắc chắn không thiếu đồ tốt. Ít nhất, cũng sẽ gấp nhiều lần so với những thứ phế liệu kia. Ông Tào chậm rãi bước về phía Lưu Phong, nhưng Lưu Phong nhắm mắt làm ngơ. Ông ta sững sờ đần mặt ra, đứng bất động tại chỗ. Trong đầu vang vọng những lời lúc nãy mấy người kia vừa nói. Giang gia ra tay rồi. Mấy đứa con của ông ta không cần cái nhà này nữa. Lưu gia xong đời rồi. Lúc này, Tào quản gia và tất cả đám người giúp việc đã lấy sạch đồ đạc, để lại ngôi nhà trống không. Trong chớp mắt, Lưu Phong như bị sét đánh giữa trời quang, cơ thể run rẩy, tinh thần suy sụp tựa như thịt nát xương tan. Sao có thể chứ? Sao có thể như vậy? Lưu Phong chết lặng, chứng kiến tất cả chuyện này. Ông ta căn bản không thể tin những gì tai nghe mắt thấy, ông ta cho rằng đám người này vì muốn lừa mình nên mới bịa ra những lời nói hoang đường này. Rõ ràng khi nãy đợi cả nửa giờ ở quỹ đầu tư cốc chính, trong nhà căn bản không hề gọi điện cảnh báo ông ta. Tất cả những thứ này đều là giả. Khốn kiếp, Ram, Lưu Phong vẫn còn muốn lên tiếng quát mắng, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy một nắm đấm lao đến, khiến thân hình ông ta chao đảo, cuối cùng trực tiếp ngã xuống nền đất. Lúc này, cảm giác đau nhức truyền đến. Mới khiến Lưu Phong nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Lời đám người đó nói, đều là thật. Giờ phút này, Tào quản gia trước đó một mực trung thành, đang cuộn nắm đấm từng bước đi về phía ông ta. Ha ha, Lưu tiên sinh, tình hình bây giờ ông đều rõ cả rồi, tôi thấy ông vẫn nên giao hết đồ đạc trên người ra đây, để khỏi phải chịu nổi đau thể xác. Ông Tào đi đến trước mặt Lưu Phong, ngồi xổm xuống, chẳng để tâm đến Lưu Phong có phản ứng gì, trực tiếp vươn tay lục soát người ông ta. Lưu Phong kịch liệt phản kháng. Ông ta hoàn toàn không ngờ, Lưu gia thành ra bộ dạng này, thậm chí ngay cả ông ta cũng bị đám người giúp việc đối đãi thậm tệ. Cút, cái đồ không biết xấu hổ, vậy mà lại dám ra tay với tôi sẽ không tha cho ông đâu. Lưu Phong vừa chống trả quyết liệt, vừa tức giận mắng mỏ. Dầm, ông Tào không nhẫn nại, một đấm giáng xuống, trực tiếp đánh ngất Lưu Phong. Giang gia ra tay, Lưu gia chẳng tồn tại được nữa, ông còn ra vẻ người ngồi trên cao, không bỏ qua cho tôi ư. Tôi đây mới là không tha cho ông. Nói dứt lời, ông Tào giật lấy dây chuyền vàng trên cổ và vòng tràng hạt trên tay Lưu Phong, mang đi hết. Đây đều là đồ tốt, ông Tào làm quản gia, hiển nhiên biết điều đó, so với mấy thứ sắt vụn trong nhà, những thứ này rất quý giá. Còn Lưu Phong nửa tỉnh nửa mê, ông Tào chẳng hề bận tâm, sai đám người nhanh chóng vơ vét, để rời khỏi trường xa. Ngay sau đó, bọn họ cơ bản đã lấy hết những đồ có giá trị một cách nhanh chóng. Chẳng ai thèm quan tâm đến Lưu Phong đang hôn mê bất tỉnh, bọn họ và ông Tào vội vã rời đi. Còn Lưu gia cũng yên tĩnh lại, Trần gia lúc này, bầu không khí trước sảnh trước Trần gia trầm mặc, nặng nề. Trần Lễ, Đinh Đào, và một vài gia chủ của các gia tộc nhỏ khác, tất cả đều tụ họp ở đây. Bọn họ vừa nhận được tin, Giang gia đã ra tay hành động, trực tiếp lật đổ hai nhà Lưu gia và Triệu gia. Biết được tin tức, trong mắt bọn họ đều hết sức căm phẫn. Trước đó, lúc Chu Dương cảnh báo bọn họ, Triệu gia, Lưu gia và Hoàng Tam Lập của quỹ đầu tư Cốc Trinh đều không nghe lời khuyên nhủ, trực tiếp bỏ đi. Còn bọn họ ở lại, bàn bạc kỹ lưỡng phương án phòng bị. Không ngờ, chỉ trong một ngày, Triệu gia và Lưu gia đều không còn tồn tại. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều khiếp sợ. Nếu lúc đó bọn họ cũng bỏ đi, vậy thì hậu quả thật khó tưởng tượng. Nghe nói Triệu Quế Cát ngay khi nhận được tin đã hôn mê bất tỉnh, giờ vẫn còn trong bệnh viện. Đúng vậy. Lưu gia vẫn là đáng thương nhất, mấy đứa con trai Lưu Phong nghe tin Giang gia tấn công thì không quan tâm ông ta sống chết ra sao, bán hết sản nghiệp, chỉ trong một tiếng đồng hồ đã rời khỏi trường xa.
Vẫn chưa hết, nghe nói đám người giúp việc do quản gia cầm đầu, toàn bộ đều làm phản, vơ vét hết tất cả những thứ đồ có giá trị. Lưu Phong lúc đó vừa mới quay về, bị đánh ngất xỉu, chắc là mấy thứ đáng giá trên người cũng bị lấy đi cả rồi. Trần Lễ liếc nhìn Đinh Đào, lo lắng hoảng loạn. Bây giờ tình thế phức tạp, chúng ta vẫn nên đi tìm Chu Dương hỏi thăm xem. Chương 392. Trần Lễ, Đinh Đào và mấy gia chủ của các gia tộc nhỏ, cùng đi đến khách sạn Song Hỷ Lai tìm Chu Dương. Trong lòng bọn họ bây giờ vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến chuyện hôm nay đã xảy ra. Giang gia thật sự đã ra tay. Mặc dù trước đó bọn họ đã bàn bạc nhiều lần với nhau, một khi Giang gia hành động, bọn họ nên làm thế nào. Nhưng khi đó, bọn họ vẫn mong chờ điều may mắn xảy ra. Biết đâu, Giang gia khinh thường không thèm so đo tính toán với bọn họ thì sao? Có điều, bọn họ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, hơn nữa lại không có khả năng phản kháng. Triệu gia, Lưu gia, đều là những gia tộc ngang bằng với Trần gia và Định gia. Nhưng chỉ trong thời gian một ngày, hai gia tộc này đều đã bị Giang gia đánh bại. Sản nghiệp gia tộc sản bị kiểm tra niêm phong, các công ty đối tác thì chấm dứt hợp đồng, hàng loạt nhân viên đồng loạt từ chức, các loại phiền toái khác không đếm xuể. Thậm chí, con cháu của Lưu gia còn bán hết gia sản lấy tiền rời khỏi Trường Sa, ngay cả Lưu Phong gia chủ của Lưu gia cũng chẳng ai ngó ngàng tới, bị người khác đánh bất tỉnh trong nhà. Nếu không phải có người phát hiện điều bất thường, e rằng Lưu Phong sẽ chết luôn ở đó. Bây giờ nghĩ lại, Trần Lễ và Đinh Đào vẫn còn thấy ớn lạnh rùng mình. Giang gia thật tàn nhẫn. Lúc mọi người đến khách sạn, Chu Dương đã thức dậy. Chuyện Giang gia ra tay, tất nhiên anh cũng đã biết. Bây giờ nhìn thấy Trần gia, Đinh gia tới, anh không cần thiết phải từ chối gặp họ. Dù sao một ngày trước, anh cũng đã đến Trần gia nhắc nhở bọn họ. Nếu bọn họ nghe lời anh, chuẩn bị kỹ càng hơn thì sẽ không xảy ra chuyện. Giống như Triệu gia, Lưu gia. Nếu như lúc ấy bọn họ không hành động theo cảm tính, mà chú tâm nghe Chu Dương nhắc nhở, chuẩn bị tốt mọi việc, vậy thì bây giờ cũng sẽ không bị Giang gia đánh úp. Dù không thể chống cự được sức ép từ Giang gia, nhưng ít nhất cũng sẽ không có kết cục bi thảm như bây giờ. Mọi sự vật luôn thay đổi, không ai có thể đoán được tương lai. Cho nên, tình cảnh của Triệu gia, Lưu gia bây giờ, chỉ có thể trách sự lựa chọn của bọn họ, số mạng của họ không tốt. Chu Tổng, cậu biết chuyện của Triệu gia, Lưu gia rồi chứ? Nhóm người Trần Lễ, Đinh Đào hết sức cung kính khi gặp Chu Dương, không hề gây khó dễ. Suy cho cùng, Chu Dương cũng là người vừa nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận với Giang gia. Nếu Giang gia không có động tĩnh gì, vậy thì chẳng sao, bọn họ có lẽ còn có thể ỷ mình lớn tuổi, gây khó dễ với Chu Dương một phen. Nhưng ngày thứ hai sau khi anh lên tiếng nhắc nhở, Triệu gia và Lưu gia đã sụp đổ, điều này thật sự khiến người ta cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Cho nên, Trần Lễ và Đinh Đào lúc này đâu còn dám kiêu ngạo tự cao. Bọn họ chỉ mong được Chu Dương trợ giúp, dẫu sao, Giang gia cũng không làm gì được Chu Dương. Ừ, tôi vừa nghe rồi, chuyện này cũng nằm trong dự tính, suy cho cùng bữa tiệc hôm đó cũng ồn ào huyên náo. Chu Dương thản nhiên nói, lại không mảy may nghĩ rằng, ban đầu trong bữa tiệc ở Giang gia, người gây chuyện ồn ào nhất chính là anh. Lẽ ra, nếu Giang gia muốn trả thù, thì người đầu tiên bị phản kích phải là Chu Dương mới đúng. Nhưng không có cách nào, thực lực của Chu Dương quá lớn mạnh, Giang gia chẳng làm gì được anh. Trần Lễ và Đinh Đào hai mắt nhìn nhau, âm thầm trách móc. Cũng bởi vì Giang gia không làm gì được Chu Dương, nên Chu Dương mới có thể nói chuyện không chút kiêng dè, thậm chí nói xấu Giang gia, cũng không ai để ý tới. Bây giờ chúng tôi lo lắng Giang gia liệu có ra tay với chúng tôi hay không, Chu Tổng, cậu có nguồn thông tin chính xác đúng không? Trần Lễ rất sốt ruột, dù sau lưng có Trương gia ủng hộ. Ông cũng đã từng nói chuyện điện thoại với gia chủ Trương gia Trương Thái Viêm, nhưng bây giờ trong lòng vẫn không thể yên tâm. Ông ta không biết Trương gia có luôn một mực kiên định ủng hộ mình không. Phải biết rằng, thế lực của Trương gia chủ yếu là ở Tương Tây, còn Trần gia và Giang gia đều ở Trường Sa. Một khi Giang gia ra tay, chưa chắc Trương gia có thể kịp phản ứng. Hơn nữa, hôm qua Chu Dương đã nói chắc chắn là Giang gia muốn ra tay hành động, Trần Lễ muốn thăm dò. Biết đâu Chu Dương thật sự có nguồn tin tức thật thì sao? Như vậy, bọn họ cũng có thể chuẩn bị đầy đủ trước. Chu Dương cúi đầu cân nhắc, giọng điệu âm trầm. Đám người Trần Lễ, Đinh Đào yên lặng, không dám phát ra thanh âm nào, sợ quấy rầy Chu Dương đang suy tính. Nhưng bọn họ không biết, Chu Dương bây giờ căn bản không phải đang suy ngẫm chuyện của bọn họ, mà anh đang nghĩ, Giang gia làm như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Trừng phạt người gây rối ở bữa tiệc ư? Đây là một lý do. Nhưng chưa đầy đủ, ít nhất, Chu Dương không hoàn toàn tin.
che mắt người khác, thừa dịp hỗn loạn, gây chuyện gì đó. Đây cũng là một lý do, hơn nữa, Chu Dương cho rằng lý do này càng đầy đủ, cũng có khả năng hơn. Giang gia ra tay với Triệu gia, Lưu gia, không thu được lợi ích gì lớn. Nhiều nhất, chỉ là chút hết sự tức giận trong bữa tiệc thôi. Khiến những gia tộc khác phải kiêng dè. Nếu họ thật sự e sợ, Giang gia không làm như vậy, đối phương cũng sẽ kiêng dè sợ hãi. Nhưng nếu không e sợ, cho dù Giang gia lật đổ cả Trường Sa, đối phương cũng không nể nang gì. Giống như Chu Dương, trước đây anh chẳng thèm để tâm đến Giang gia, cho dù Giang gia có làm ra chuyện gì, anh cũng không kiêng dè hoảng sợ. Vậy nên, Giang gia ra tay thế này, đằng sau nhất định còn có những nguyên nhân khác. Sẽ là Trương gia sao? Chu Dương trầm ngâm chốc lát, cũng không nghĩ ra được mục đích của Giang gia. Nhưng trước mắt Giang gia đã ra tay hành động, chứng minh rằng điều Giang Hành Phương nói với anh lúc trước đều là thật, Giang Hành Phương không hề nói dối. Vậy thì việc Giang Hành Phương từng nói muốn hợp tác với Chu Dương là thật hay giả? Có liên quan gì đến việc Giang gia đột nhiên ra tay này không? Chu Dương không thể chắc chắn, anh còn cần quan sát thêm. Có điều, Giang gia vừa ra tay đã lập tức khiến Triệu gia, Lưu gia biến mất ở Trường Sa, náo động lớn vậy cũng đã đủ rồi, vậy thì tiếp theo, Giang gia có tiếp tục hành động nữa hay không? Dẫu sao, Trần gia và Đinh gia cũng không giống Triệu gia, Lưu gia, sau lưng bọn họ còn có sự ủng hộ của Trương gia, Giang gia ít nhiều cũng phải cân nhắc thật kỹ. Yên tâm đi, Giang gia chắc sẽ không có động thái gì lớn nữa đâu, cho dù có, cũng sẽ không nhằm vào mấy người. Chu Dương cười nói, anh đã hiểu rõ mọi việc. Á, có thật không? Trần Lễ, Đinh Đào vừa nghe vậy, vui mừng khôn xiết, gương mặt nở một nụ cười. Nhưng bọn họ lại thấy hơi lo lắng, dẫu sao đây cũng là quyết định của Giang gia, Chu Dương sao có thể biết được chứ? Ừ, yên tâm đi, trước đây không phải tôi từng làm cầu nối cho mấy người sao, mấy người đã hợp tác với Trương gia chưa? Có Trương gia ở đây, Giang gia dù ít dù nhiều cũng phải thận trọng. Chu Dương nhẹ giọng nói, anh cảm thấy Trần Lễ và Đinh Đào lo lắng thái quá. Cho dù Giang gia thật sự ra tay với bọn họ thì cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Đối phó với những gia tộc như Triệu gia, Lưu gia không khó. Nhưng nếu Giang gia liên tục đối phó, hơn nữa dường như tất cả đều mang tính hủy diệt, vậy thì đều cần đánh vào điểm trọng yếu then chốt, những gì họ chuẩn bị, người thường căn bản không dám tưởng tượng. Thậm chí, gây ra chuyện như vậy, đối với Giang gia mà nói, cũng là một cú đã kích lớn, tổn hại không kể nổi. Đúng rồi, mặc dù Giang gia sẽ không ra tay với mấy người, nhưng thời gian này mấy người vẫn nên cẩn thận một chút, đừng hành động quá phô trương, ngoài ra, mấy người cũng nên giao lưu nhiều hơn với người của Trương gia, tăng cường thắt chặt mối quan hệ hai bên. Chu Dương lắc đầu cười. Sau khi tiễn đám người Trần Lễ, Đinh Đào, Chu Dương suy nghĩ một lát, rồi đến phòng của Trần Thế Hào. Từ lúc đó đến giờ, Trần Thế Hào vẫn chưa về. Còn Tôn Liên giống như vừa tìm được nơi để đoàn tụ. Bà ấy và Trần Hân cứ ngồi chờ đợi ở trong phòng. Như thể ngồi chờ thì Trần Thế Hào sẽ tự mình trở lại. Tôn Tổng, bà cứ chờ mãi ở đây cũng không phải cách hay, huống hồ, không ai biết khi nào Trần Tổng mới quay lại. Nhìn Tôn Liên và Trần Hân im lặng ngồi trong phòng, Chu Dương bất lực không biết nên làm gì. Dường như chỉ trong một đêm Tôn Liên đã thay đổi long trời lỡ đất. Ngày hôm qua, bộ dạng Tôn Liên chán nản, tinh thần sa sút, nhìn thoáng qua cũng khiến người khác đau lòng. Mà một đêm trôi qua, Tôn Liên lại như thể vừa được hồi sinh, toàn bộ cơ thể bà tỏa ra sức sống mãnh liệt, giống như cây khô tìm được nguồn nước, ẩm ướt dễ chịu. Chu Dương trong lòng thắc mắc, anh cũng không giải thích được sự thay đổi lớn này của Tôn Liên. Người yêu cũ Trần Thế Hào mất tích, bà ấy lại ngồi nói chuyện vui vẻ với con gái của Trần Thế Hào, người như vậy, Chu Dương cảm thấy hơi kỳ quái. Nhưng người ở độ tuổi như Tôn Liên, đã trải qua nhiều chuyện mà Chu Dương không hề biết. Vì thế anh cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể để mặc Tôn Liên tự quyết định. Dù sao Trần Thế Hào chưa quay lại, bà ấy cũng có lý do để ở đây. Chu Tổng, sao cậu phải cuống cuồng lên như vậy? Chẳng lẽ là do tôi đã tranh giành cô bạn gái nhỏ này? Tôn Liên buông tay Trần Hân, cười tủm tỉm nhìn Chu Dương, chậm rãi trả lời. Chương 393. Theo như bà ấy thấy thì Chu Dương và Trần Hân thực sự là một cặp trời sinh. Hai người tuổi tác hơn kém nhau cũng không nhiều, có thể chấp nhận được. Hơn nữa đều là trai tài gái sắc, Chu Dương không phải là thực sự đẹp trai nhưng cực kỳ ưa nhìn, thuộc kiểu đàn ông càng nhìn càng thấy thu hút. Mẫu đàn ông như vậy đối với phụ nữ có sức thu hút hơn nhiều là những cậu con trai mới lớn. Hơn nữa, bà ấy cũng không thấy Chu Dương có bạn gái, chỉ có mấy người phụ nữ, một người thì lạnh lùng băng giá, một người thì là cấp trên ở công ty.
Tôn Liên nhìn thoáng qua là biết Trần Hân phù hợp với Chu Dương nhất. Hơn nữa nhìn tình hình ngày hôm qua, Tôn Liên vẫn còn nhớ, cách xưng hô của Trần Hân với Chu Dương, còn có vẻ dựa dẫm vào Chu Dương, không phải chứng minh Trần Hân có tình cảm với Chu Dương sao. Mà quan trọng là, tối qua khi bà ấy và Trần Hân nói chuyện, thuận miệng hỏi cô ấy có bạn trai chưa, có đối tượng nào tốt chưa, lúc đó Trần Hân vô thức nói ra tên Chu Dương. Vì vậy, hôm nay Tôn Liên mới giúp Trần Hân thăm dò ý tử của Chu Dương. Có điều, Tôn Liên vừa nói ra liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chu Dương thì trợn mắt há mồm, còn Trần Hân đứng bên cạnh đỏ bừng mặt, kéo cánh tay mình. Chẳng lẽ có chuyện gì mà mình không biết sao? Tôn Liên còn chưa kịp suy nghĩ, đã nghe thấy Trần Hân đứng bên cạnh lo lắng đến mức sắp phát khóc. Dì Tôn, anh Dương có vợ rồi, dì nói vậy người khác hiểu lầm thì sao? Trần Hân vô cùng ngại ngùng, cô không ngờ dì Tôn lại nói vậy trước mặt Chu Dương. Nói ra những lời này có khi nào anh Dương hiểu lầm không? Anh ấy không cho rằng cô bảo dì Tôn nói đấy chứ? Anh ấy liệu có nghĩ mình là một cô gái nói năng tùy tiện không? Ngay lập tức, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Trần Hân, mỗi cái đều khiến cô ấy vô cùng thất vọng. Tôn Liên nghi hoặc liếc nhìn Trần Hân, rồi ngạc nhiên nhìn Chu Dương. Ánh mắt đó, rõ ràng là đang muốn hỏi, cậu đã có vợ rồi sao? Chu Dương bị Tôn Liên nhìn đến bối rối, nhưng ngay sau đó anh đã hiểu ra. Tôn Tổng, tôi đã 20 mấy rồi, có vợ rồi không phải là rất bình thường sao? Chu Dương cười gượng gạo, nói, anh thật sự không ngờ bản thân có ngày bị người khác cho rằng là chưa có vợ. Chẳng lẽ mặt mình giống người không có vợ lắm à? Là ai thế? Tôn Liên tò mò hỏi, chẳng lẽ là hai người phụ nữ luôn đi theo cậu ta sao? Nhưng một người thì lạnh lùng, một người thì là cấp trên của Chu Dương, nhìn thế nào cũng không thấy giống. Tạ Linh Ngọc. Không biết bà có ấn tượng không? Chu Dương cười nói, anh cũng không quan tâm Tôn Liên có biết không, dù sao người như Tôn Liên thì chắc chắn đã tìm hiểu thông tin của bọn anh. Đã như vậy thì tự mình nói ra tên của Tạ Linh Ngọc, Tôn Liên có thể tự biết. Hóa ra là cô ấy. Tôn Liên quả thật biết Tạ Linh Ngọc, có điều bà ấy không ngờ, Chu Dương lại kết hôn với người phụ nữ mang vẻ lạnh lùng như vậy. Nhưng theo như tài liệu mà trợ lý thu thập thì Chu Dương và người phụ nữ Tạ Linh Ngọc cũng không hề có sự thân mật nào. Thậm chí, ở khách sạn bọn họ cũng ở khác phòng. Nếu bọn họ thật sự là vợ chồng thì như vậy cũng không hề hợp lý. Trừ khi tình cảm giữa họ không tốt, có khả năng tan vỡ bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, Tôn Liên lại cảm thấy hứng khởi trở lại, nhưng bà ấy không trực tiếp nói ra, chỉ cười nói lảng qua chuyện khác. Chu Tổng, nghe nói cậu và Trương gia có hợp tác. Nói tới đây, ánh mắt Tôn Liên lại sáng bừng lên. Chu Dương hơi bất ngờ. Tôn Liên không hỏi chuyện của Trần Thế Hào khiến anh hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, Trương Kiệt cháu trai của gia chủ Trương Thái Viêm là bạn học của tôi. Chu Dương cười nói, anh cũng chẳng có gì để giấu giếm cả, mà chuyện này Tôn Liên chỉ cần tìm hiểu một chút là biết ngay, căn bản có muốn giấu cũng không giấu được. Sao ạ, Tôn Tổng có suy nghĩ gì sao? Chu Dương cười hỏi, không có gì, chỉ là tôi nghe nói, Trương gia gần đây hình như gặp phải chút phiền phức, nếu Trương gia đồng ý tôi có thể giúp đỡ một chút. Tôn Liên gật đầu, cười khẽ nói, thật ra chuyện giữa những gia tộc ở tỉnh Tương Tây, Tôn Liên cũng không biết quá nhiều, cũng không muốn tìm hiểu sâu. Nhưng những điều Tôn Liên đã biết thì cũng đủ rồi, ít nhất, mối ân oán giữa năm gia tộc này, bà ấy cũng biết. Mà bà ấy nói muốn giúp đỡ không phải chỉ là nói suông. Nếu Chu Dương và Trương gia liên hệ, Trương gia đồng ý thì Tôn Liên chắc chắn có thể giúp đỡ không ít. Ít nhất cũng không ít hơn sự trợ giúp mà việc hợp tác giữa Trương gia với Chu Dương đem lại. Tôn Liên tự tin về điều này. Chu Dương nghĩ đi nghĩ lại, anh không hiểu nhiều về quỹ đầu tư thời thượng, nhưng từ một vài chuyện thì anh thấy quỹ đầu tư thời thượng không đơn giản như mọi người nghĩ. Nếu không ngay từ đầu Trần Thế Hào đã không cần bảo anh không tiếp xúc với quỹ đầu tư thời thượng quá sớm. Chu Dương không nghĩ Trần Thế Hào không muốn mình tiếp xúc với Tôn Liên. Trần Thế Hào không phải người như vậy, tôi sẽ nói với Trương Kiệt, nhưng tình hình cụ thể như thế nào thì phải xem Trương Kiệt quyết định. Chu Dương cười tủm tỉm. Cũng không đảm bảo chắc chắn. Huống hồ, Chu Dương cũng không phải chủ của Trương gia. Chỉ có thể nói rằng, anh sẽ nói với người của Trương gia về ý của Tôn Liên để Trương gia xem xét. Sau đó, hai người lại nói về một số tình hình hiện tại của tỉnh Tương Tây. Suy nghĩ của Tôn Liên là Tương Tây không thể xảy ra hỗn loạn, cho dù bốn gia tộc kia hợp tác lại lật đổ Trương gia, cũng không thể gây ra động thái gì lớn, cấp trên phải đảm bảo sự cân bằng, ổn định của tỉnh Tương Tây. Vì thế nếu bốn gia tộc kia một khi đè ép Trương gia quá, vậy thì cấp trên buộc phải xem xét nếu Trương gia sụp đổ sẽ gây ra hỗn loạn như thế nào. Tương tư,
khi bốn gia tộc kia gặp phải vấn đề này, cấp trên cũng không thể không quan tâm. Tóm lại là, tình thương Tây phải ổn định, không được xảy ra hỗn loạn. Chu Dương nghe xong có rất nhiều suy nghĩ, anh đột nhiên nhận thấy khi ở Đông Hải, Trương Kiệt tỏ ra vô cùng lo lắng, khao khát hy vọng có người có thể giúp đỡ Trương gia. Nhưng khi đám người Chu Dương cùng Trương Kiệt tới Tương Tây thì chỉ có thể cảm nhận sự khao khát đó từ Trương Kiệt, còn những người khác của Trương gia thì không hề có cảm nhận này. Dường như, mọi người Trương gia đều rất bình tĩnh theo dõi tình hình. Từ gia chủ Trương gia Trương Thái Viêm, đến người bảo vệ ở Trương gia, đều không lo lắng gì cả. Ngược lại mọi người đều làm việc như bình thường, dường như việc bốn gia tộc kia kết hợp đè ép Trương gia không hề tồn tại. Thậm chí, Trương Luân, Trương Anh còn rảnh rỗi đi tham dự yến tiệc của Giang gia. Theo lẽ thường mà nói, Giang gia là một trong bốn gia tộc đè ép Trương gia, đừng nói đến việc tham dự yến tiệc, Trương gia không làm dùm beng lên một phen đã là bình tĩnh lắm rồi. Nhưng sự thù địch của Trương gia với Giang gia không hề lớn như Chu Dương tưởng tượng. Tất cả những điều này, khi nghe Tôn Liên nói xong thì Chu Dương đã hiểu rõ là vì sao. Trương gia bình tĩnh vì họ biết rằng, cấp trên hy vọng tỉnh Tương Tây không xảy ra hỗn loạn, nên họ mới thản nhiên như vậy, Trương gia biết bốn gia tộc kia không thể làm gì quá đáng. Chương 394. Trường Sa, Triệu gia, Lưu gia và mấy gia tộc nhỏ khác trong một ngày bỗng không có tin tức gì, chuyện này ngay lập tức đã lan truyền khắp Trường Sa, thậm chí toàn tỉnh Tương Tây. Dù sao, tại Tương Tây hiện giờ, Trường Sa được coi là trung tâm của tin tức. Không chỉ có Giang gia ở Trường Sa, Dư gia, Đỗ gia, Đường gia, Trương gia đều có người đang hoạt động ở Trường Sa. Huống hồ ồn ào ở bữa tiệc của Giang gia vào nửa tháng trước đến giờ vẫn chưa hết nóng hổi, vẫn là đề tài tám chuyện của mọi người ở Tương Tây. Cho nên mọi nhất cử nhất động của Trường Sa đều được những người liên quan vô cùng quan tâm. Vì thế, khi Triệu gia, Lưu gia vừa xảy ra chuyện, rất nhiều người, nhiều gia tộc đã biết rõ sự tình, đều biết là do Giang gia làm. Ngay lập tức, rất nhiều gia tộc nhỏ ở Trường Sa, Tương Tây đều đồng loạt cẩn thận hơn. Bọn họ có gia tộc thì trước kia ít nhiều cũng có chút mâu thuẫn với Trương gia, có gia tộc thì lại đắc tội với Giang gia chuyện nào đó. Còn có một số thì tại yến tiệc của Giang gia đã cùng Trần gia, Đinh gia, Triệu gia, Lưu gia chống đối Giang gia. Bây giờ, Giang gia đã ra tay, những gia tộc nhỏ đó liền sợ bóng sợ gió, sợ Giang gia sẽ ra tay với họ. Những ngày thận trọng như vậy trôi qua, ngoài Triệu gia, Lưu gia, và một số gia tộc nhỏ vô thưởng vô phạt, Giang gia không ra tay với bất kỳ gia tộc nào khác. Thậm chí, người đứng đầu ở bữa tiệc bài trừ Giang gia là Trần gia và Định gia cũng không xảy ra chuyện gì. Giống như, Giang gia đã quên đi bọn họ, mà lúc trước có vài gia tộc nhỏ cùng Trần gia và Định gia ở lại thảo luận phòng bị Giang gia, lúc này họ thấy lo lắng, đồng thời cũng thấy vô cùng may mắn với quyết định của mình. Chuyện như vậy, tất nhiên không thể giấu được người khác. Ngay sau đó, những gia tộc lúc đầu ở yến tiệc bài trừ Giang gia đều nghe ngóng được chuyện này. Lập tức, cửa Trần gia, Đinh gia xếp hàng dài miên man. Mỗi ngày đều có người và gia tộc đến gặp mặt. Trần gia và Đinh gia bây giờ một lòng muốn mở rộng thực lực, để khi Giang gia ra tay họ có khả năng chống cự, cho nên họ không từ chối bất kỳ ai, họ mời tất cả mọi người vào đại sảnh. Vì thế, không khí cả Trường Sa trở nên vô cùng căng thẳng. Không ít gia tộc nhỏ mờ nhạt cũng bắt đầu tiếp xúc, tạo quan hệ với Trần gia và Đinh gia. Trong đó, thậm chí còn có những gia tộc có quan hệ tốt với Giang gia, đều dựa vào Giang gia để tồn tại. Nhưng việc Giang gia đột nhiên ra tay với Triệu gia và Lưu gia, sau đó khiến hai gia tộc này biến mất khiến không ít người lo lắng, bọn họ không muốn gia tộc mình cũng giống như Triệu gia và Lưu gia, trong một ngày đã không còn tồn tại. Lúc đó tại Giang gia, trong đại sảnh, bốn cha con Giang Phàm Lưu gia chủ Giang gia tụ hợp, bầu không khí trầm mặc. Giang Phàm Lưu không chút biểu cảm, hai mắt vô hồn nhìn xa xăm, dường như không có chút hứng thú nào với tất cả những gì đang xảy ra ở Trường Sa. Gương mặt Giang Hành Phương cũng bình tĩnh, ngồi một bên lặng lẽ uống trà. Nhưng Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng vẻ mặt tức giận, hận không thể một lưới bắt hết những gia tộc phản bội Giang gia. Anh cả, anh làm thế này là có ý gì? Bố bảo anh xử lý những kẻ làm náo loạn tại yến tiệc Giang gia, anh xử lý thế này đấy à? Trần gia, còn có Đinh gia vẫn bình an vô sự, thậm chí giờ còn có rất nhiều gia tộc bắt đầu tạo quan hệ với bọn họ. Giang Hành Nguyên lạnh giọng quát lớn, bây giờ tâm trạng ông ta thật sự khó chịu, nhưng trong lòng lại đang mừng thầm. Khó chịu chính là vì Trường Sa có không ít gia tộc đã tạo quan hệ với Trần gia và Đinh gia, mà trong những gia tộc này, có không ít gia tộc dưới trướng Giang gia, thậm chí có mấy gia tộc còn có quan hệ với Giang Hành Nguyên, ở Giang gia chỉ nghe lời mình ông ta.
Nhưng bây giờ những gia tộc này đã quay lưng khiến thế lực của Giang Hành Nguyên yếu hơn nhiều, quyền ra lệnh hay giao việc tại Giang gia cũng thay đổi lớn. Có điều Giang Hành Nguyên trong lòng cũng vui thầm, tình hình trước mắt đối với Giang gia mà nói thì vô cùng bất lợi. Mà điều này gần như trái ngược hoàn toàn với sắp xếp lúc trước của Giang Phàm Lưu. Mà tất cả đều là do Giang Hành Phương gây nên, cho nên, Giang Hành Phương cần gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Nếu Giang Phàm Lưu trừng phạt Giang Hành Phương, vậy thì những quyền lực nằm trong tay Giang Hành Phương đều phải giao ra. Đến lúc đó, Giang Hành Nguyên đương nhiên là người được hưởng lợi nhiều nhất. Quyền ra lệnh tại Giang gia của ông ta cũng được tăng lên. Ha ha, đúng vậy, anh cả, lần này anh quá nhân từ rồi, anh không ra tay với Trần gia, Đinh gia chẳng lẽ vì cho rằng họ sẽ hối lỗi, đến Giang gia chúng ta xin lỗi sao? Giang Hành Quảng cũng ở một bên cất giọng chất vấn. Ông ta hiện tại rất mong anh cả Giang Hành Phương và anh hai Giang Hành Nguyên làm sai mọi chuyện, như vậy, Giang Phàm Lưu chỉ có thể dựa vào ông ta. Hành Phương, con có dự tính gì không? Giang Phàm Lưu hình như không hề tức giận, nhẹ nhàng nói, bố, ra tay với Triệu gia và Lưu gia là có căn cứ, hai gia tộc này thế lực yếu, sau lưng cũng chỉ có quỹ đầu tư Cốc Chính chống lưng, mà trước kia con cũng nói rồi, quỹ đầu tư Cốc Chính bây giờ còn khó lo cho mình. Bọn họ sẽ không vì chuyện Triệu gia và Lưu gia mà làm gì quá đáng với chúng ta. Giang Hành Phương bình tĩnh nói, uống một ngụm trà, cũng không thèm liếc nhìn Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng. Trần gia và Đinh gia đã tạo quan hệ với Trương gia, sau lưng họ có Trương gia làm chỗ dựa, nếu ra tay với bọn họ tất nhiên sẽ động chạm với Trương gia, điều này không phù hợp với kế hoạch hiện tại của chúng ta. Giang Hành Phương rất bình tĩnh, mỗi điều nói ra dù Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng muốn phản bác cũng không có lý do. Dù sao, Giang Hành Phương nói đều đúng, có căn cứ, đó cũng là cách xử lý tốt nhất hiện tại. Mà với tình hình hiện nay của Trường Sa, chúng ta cũng thăm dò được kha khá rồi, lần này, có thể điều tra rõ ràng, rốt cuộc gia tộc nào bất đồng với Giang gia, vừa hay có thể nhân cơ hội này để loại bỏ bọn họ. Giang Hành Phương vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng là tất cả những điều này, bất kể là giữ lại Trần gia và Đinh gia hay là tình hình hiện tại của Trường Sa đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Thậm chí, tất cả đều là chủ ý của ông ta. Lúc này tại khách sạn Song Hỷ Lai, mấy ngày nay, việc Triệu gia và Lưu gia xảy ra chuyện đã truyền đi khắp tỉnh Thương Tây, sức ảnh hưởng tới tình hình Trường Sa đã nằm ngoài dự tính của Chu Dương. Anh vốn dĩ chỉ nghĩ Trần gia và Đinh gia sẽ đoàn kết với nhau để đối phó với Giang gia. Nhưng anh không ngờ, nhiều gia tộc nhỏ ở Trường Sa lúc này lại dục dịch như vậy. Tất cả điều này khiến Chu Dương phân vân ra quyết định. Tôn Tổng, tình hình bây giờ ở Trường Sa bà cũng thấy rồi, bà có ý kiến gì không? Chu Dương trầm giọng hỏi. Lúc này, Trần Thế Hào vì muốn tránh mặt Tôn Liên nên không về khách sạn, có rất nhiều chuyện Chu Dương không biết hỏi ai. Nhưng mấy ngày nay, Tôn Liên lại thể hiện sự nhiệt tình chưa từng có đối với anh, khiến Chu Dương cũng yên tâm phần nào. Ít nhất, khi gặp chuyện còn có người để hỏi ý kiến. Chương 395. Thực ra tình hình bây giờ nhìn thì có vẻ rắc rối phức tạp. Nhưng thực tế cậu chỉ cần bỏ qua những thứ không liên quan hoặc những chuyện nhỏ không đáng kể, chỉ nhìn vào phần chính thì sẽ rất dễ lý giải. Tôn Liên vừa cười nói vừa quan sát ánh mắt của Chu Dương, muốn xem rốt cuộc là Chu Dương đang nghĩ gì. Tôi hỏi cậu, mâu thuẫn lớn nhất hiện tại giữa mấy gia tộc ở tỉnh Tương Tây này chủ yếu là gì? Đặt ra câu hỏi xong, Tôn Liên liền dựa người vào chiếc ghế. Bà ấy đã nói đến mức này, những người có chút mắt nhìn chắc chắn sẽ biết là gì. Tôn Liên không biết nhiều về Chu Dương, chỉ thông qua vài chuyện thì rất khó để nhìn thấu một con người. Còn lúc này, Chu Dương thật sự trầm tư, trong đầu anh vẫn luôn nghĩ về những điều mà Tôn Liên vừa nói. Mâu thuẫn chủ chốt nhất hiện tại giữa các gia tộc ở Tương Tây là gì? Là gì? Trước khi gặp Trương gia, Chu Dương căn bản không biết gì về tình hình của tỉnh Tương Tây, thậm chí anh còn không có suy nghĩ sẽ đến nơi này. Vậy thì ấn tượng ban đầu của bản thân với tỉnh Tương Tây này là gì? Dư gia, Đỗ gia, Đường gia, Giang gia, bốn đại gia tộc này cùng bắt tay đấu lại Trương gia. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Chu Dương đối với cục diện của tỉnh Tương Tây này. Nghĩ đến đây, trong đầu anh chợt bừng sáng, cảm thấy bản thân đã hiểu ra được điều gì đó. Cho dù là Trần gia, Đinh gia, hay Triệu gia, Lưu gia bọn họ đều không có mối quan hệ trực tiếp nào với việc bốn đại gia tộc bắt tay công kích Trương gia. Bọn họ chẳng qua chỉ là đã làm trái lại với ý nghĩa gia tộc của Giang gia trong bữa tiệc nên bây giờ đang bị Giang gia báo thù mà thôi. Có thể nói nếu như tứ đại gia tộc không có bất cứ mâu thuẫn nào với Trương gia, tất cả đều cùng phát triển lành mạnh công bằng không làm hại đến nhau thì sẽ không thể nào xảy ra chuyện phía sau,
Triệu gia và Lưu gia cũng sẽ không biến mất gần như không còn gì chỉ sau một ngày. Vậy thì, trước mắt mâu thuẫn chủ yếu ở tương Tây chính là mâu thuẫn không thể hòa giải trước đây giữa tứ đại gia tộc và Trương gia. Cũng chính vì điều này mới xảy ra những chuyện làm phản giữa những gia tộc có mối quan hệ với tứ đại gia tộc và những gia tộc nhỏ có quan hệ với Trương gia. Chu Dương không do dự, nói hết những gì mình nghĩ với Tôn Liên. Tôn Liên nghe xong thì vẻ mặt cười rất hài lòng, khuôn mặt tỏ ý tán thưởng. Không sai, điều mà cậu nhìn ra cũng có rất nhiều người có thể nhìn ra, Trường Sa hiện tại trông thì có vẻ loạn, nhưng chỉ có những kẻ không biết rõ thế cục mới thấy loạn, những kẻ luôn cho rằng sự tồn tại của bản thân vô cùng quan trọng, là người không thể thiếu được. Trên thực tế, bọn họ phần lớn đều chỉ là những vật hy sinh, đối với tứ đại gia tộc và Trương gia mà nói, sự tồn tại của bọn họ chẳng qua chỉ để cản trở tai mắt của đối phương một chút mà thôi, ngoài ra chẳng có tác dụng quan trọng nào đối với toàn diện thế cục. Tôn Liên khẽ cười nói, bà ấy cũng nói với Chu Dương một vài suy nghĩ của mình, coi như giải thích nghi vấn cho Chu Dương. Dù sao so với sự hiểu biết về Trường Sa của Chu Dương và Trần Thế Hào thì Tôn Liên chắc chắn biết rõ chi tiết hơn. Thậm chí, vì một vài lý do khác, sự hiểu biết của Tôn Liên còn nhiều hơn và chi tiết hơn cả Trương Kiệt. Quả nhiên là thế, có điều bây giờ cục diện của Trường Sa loạn như vậy thì tôi vẫn nên làm gì đó, Chu Dương trầm giọng nói, mặc dù biết tình hình trước mắt căn bản chẳng có gì. Cũng không thể thay đổi được gì nhiều, nhưng Chu Dương vẫn quyết định sẽ giúp đỡ Trương gia một chút. Ít nhất, cũng phải nói chuyện này cho Trương Kiệt. Còn Trương gia có phản ứng như thế nào, đưa ra lựa chọn ra sao thì không liên quan đến anh nữa. Tôn Tổng, tôi quyết định sẽ đến Trương gia một chuyến, bà có muốn cùng đi không? Chu Dương cười hỏi, anh cảm thấy địa vị của Tôn Liên ở tương Tây không hề thấp, nếu như có bà ấy cùng đi thì có lẽ sẽ càng có sức ảnh hưởng ở Trương gia hơn. Có điều... Hơn hết điều mà Chu Dương suy nghĩ lại là khiến Trương gia không còn kiêu ngạo được trước mặt anh nữa. Chương 395, lại đến Trương Giải chỉ là một Trương gia bé nhỏ, Chu Dương vốn không hề để ý đến. Nếu như không phải có giao tình bạn học với Trương Kiệt, Chu Dương căn bản chẳng hơi đâu mà lo chuyện của Trương gia. Được thôi, tôi cũng sẽ đi với cậu, cũng lâu lắm rồi không gặp Trương lão gia. Tôn Liên khẽ cười một tiếng, sau khi cùng Chu Dương hẹn thời gian xong thì liền quay trở về phòng. Còn Chu Dương lại tiếp tục một mình suy nghĩ, sau đó liền triệu tập mọi người. Lần này anh muốn đến Trương gia, ngoài việc nói chuyện về tình hình hiện tại ở Trường Sa thì còn muốn bàn chuyện hợp tác mở chi nhánh của công ty Danh Dương. Hiện tại việc bố trí mở chi nhánh phần lớn đều do các công ty mỹ phẩm ở Đông Hải phụ trách, Chu Dương chỉ phụ trách tổng công ty. Để mọi người thuận lợi mở các chi nhánh, Chu Dương cũng bắt buộc phải làm tốt chuyện hợp tác với Trương gia. Lập tức Chu Dương gọi Tô Vĩ, Tôn Việt, Vương Đại Lục, Chu Hạo cùng anh đến Trương gia. Ngưu Xuyên, Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân đương nhiên là cũng cùng đi, đối với những chuyện chuyên nghiệp thế này, bọn họ chắc chắn có phần chuyên nghiệp hơn, và lại chuyện cần suy xét cũng tường tận hơn. Về phía Trần Hân, cô ấy vẫn nhất quyết ở lại khách sạn đợi Trần Thế Hào trở về. Chu Dương cũng không khuyên nhủ thêm, chỉ dặn dò Chu Thiểu Hoa chú ý an toàn của Trần Hân. Chẳng mấy chốc đoàn người đã chậm rãi đến tương Tây, vào trang viên Trương gia. Trương gia. Lúc này không khí trong Trương gia hơi căng thẳng, những chuyện xảy ra ở Trường Sa đương nhiên cũng không giấu được họ. Đối với tình hình của Triệu gia và Lưu gia, thông qua chỗ Trần gia, đám người Trương gia cũng nắm được khá tường tận chi tiết. Dựa trên quy mô và thực lực, Triệu gia và Lưu gia mặc dù không bằng Trần gia, Đinh gia, nhưng cũng không thua kém nhiều lắm. Có thể nói nếu như Trần gia và Triệu gia đối đầu với nhau, cả hai bên chắc chắn sẽ cùng chịu thương tổn. Nhưng bây giờ Giang gia mới chỉ tùy tiện ra tay một chút đã khiến không ít người kinh sợ, thậm chí còn khiến cả Trường Sa rơi vào cục diện hỗn loạn. Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Trương gia. Tại đại sảnh Trương gia, lúc này Trương gia đang tổ chức cuộc họp gia tộc, bàn bạc về việc thế cục của Trường Sa hiện nay sẽ có ảnh hưởng thế nào đến Trương gia, cùng với việc lúc này Trương gia có thể làm gì. Bố, con thấy bây giờ chúng ta tốt nhất là đừng dây dưa vào đống lộn xộn này. Cục diện hiện tại của Trường Sa rất có thể là âm mưu do một tay Giang gia gây nên, nếu như chúng ta hành động liều lĩnh thì rất có thể sẽ rơi vào cái bẫy của Giang gia, chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Trương Luân nghiêm túc nói, trước mắt, Trương gia chia thành hai quan điểm, một bên đại diện là Trương Luân, chủ trương không quan tâm không truy hỏi đến thế cục của Trường Sa, dù sao Trường Sa cũng không phải là phạm vi thế lực của Trương gia, cho dù hỗn loạn, Trương gia cũng không bị ảnh hưởng, mà người bị ảnh hưởng là Giang gia. Một bên còn lại đại diện là Trương Anh, chủ trương Trương gia nên nhân cơ hội này để tiến vào Trường Sa, lấy Trần gia và Định gia làm điểm tựa, tiến hành khai thác thị trường Trường Sa,
để Trương gia có được một chỗ đứng ở Trường Sa. Hai quan điểm này tranh cãi không dứt, vẫn chưa ai có thể thuyết phục được đối phương nghe theo mình. Trương Thái Viêm đang đích thân chủ trì cuộc họp gia tộc này. Trương Luân từ lâu đã tức giận trong lòng, vừa mới bắt đầu đã nói hết ra những điều mình nghĩ, hơn nữa còn nói thẳng ra tình hình hiện tại của Trương gia. Nếu như hôm nay không áp đảo được chủ trương của Trương Anh, vậy thì sau này giữa hai người chắc chắn sẽ lại xảy ra cãi cọ, không ai nhường ai. Tôi không nghĩ thế, anh cả, lẽ nào anh không biết Trần gia đã có giao ước với bố rồi sao? Nếu như Trương gia chúng ta thật sự làm như vậy thì anh muốn bố sẽ trở thành người bất tín sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.